chương 41. Khống chế hắc hổ bang. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 42. Khống chế hắc hổ bang. Thứ không biết chết sống, còn dám tại trước mặt chúng ta ẩn tàng, nói, ngươi gặp chưa thấy qua. Tay kia cầm nhuyễn tiên nam tử tiếp tục quát chói tai. Ta thật không có gặp qua. Còn dám mạnh miệng. Cầm trong tay nhuyễn tiên nam tử thần sắc hung lệ, soạt một tiếng, trong tay nguyễn tiên lần nữa hung hăng quất hướng dương phóng lần này roi mang theo bén nhọn kình phong trực tiếp hướng về dương phóng mặt hung hăng rút đi dương phóng biến sắc vội vàng nhanh chóng né tránh lại phát hiện kia roi như bóng với hình tốc độ cực nhanh căn bản né tránh không được chỉ có thể công lên hai tay nhanh chóng ngăn cản bột một tiếng hai cánh tay hắn quần áo đều trực tiếp bị rút nổ tung áo lót tại quần áo nội bộ sắc lá cũng bị rút lõm xuống dưới Dương Phóng hai tay tê dại, Kinh Hải mở miệng nói, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì, ta thật không có gặp qua, các ngươi không phải là muốn cùng chúng ta hát hổ ban là địch. Muốn chết, còn dám áo lót sắc lá. Cầm trong tay Nguyễn Tiên Nam tử sắc mặt phát lạnh, liền muốn lần nữa động thủ. Đủ rồi, lục soát. Cái kia màu đen trang phục nữ tử ngữ khí băng lãnh, trực tiếp xâm nhập Dương Phóng gian phòng. Bên người cái khác hai nam tử tất cả đều đi theo vọt qua cầm trong tay mềm liền nam tử cũng hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng vào gian phòng. Gian phòng bên trong truyền đến từng đợt trầm muộn lục soát thanh âm, từng cái bàn ghế bị không ngừng ngã lật, tự hồ không buông tha bất luận cái gì có khả năng giấu đồ vật nơi hẻo lánh. Chung trà thời gian về sau, người ở bên trong mới lần nữa xông ra. Nghe, từ giờ trở đi, phàm là nghe nói có người từng thấy cái này đồ bên trong người cùng đồ vật, đều muốn cần phải hồi báo cho chúng ta cái kia màu đen trang phục nữ tử, ngữ khí lạnh lùng. tốt, ta hiểu rồi. dương phóng đáp lại. lục soát hắn một chút thân. màu đen trang phục nữ tử bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng. hô một tiếng, thân thể đại hán khôi ngô một chút đánh tới, đại thủ trên người dương phóng nhanh chóng lục soát một lần, một lát sau, lần nữa rời đi. âm thanh lạnh lùng nói, đi, đi hát hổ ban. bên người đám người nhau nhau đi theo cùng cướp mà ra duy chỉ có tay kia cầm nhuyễn tiên nam tử, yên nguyên không muốn buông tha dương phóng, ánh mắt phát lạnh, trong tay trường tiên lại là cấp tốc vung ra, như là vặn vẹo trắng trường, nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng về dương phóng trút đi. Tự hồ không trút trúng dương phóng, hắn thề không bỏ qua. Dương phóng trong lòng tức giận, vội vàng lần nữa trốn tránh, nhưng vẫn là nhuyễn tiên hung hăng rút trúng đầu gối. Bột một tiếng, đệm ở trên đầu gối thật dày da trâu bị tại chỗ rút nổ tung ngay tiếp theo dương phóng thân thể cũng trực tiếp bay ngược mà ra. Tránh, ngươi ngược lại là tiếp tục tránh. Cầm trong tay Nguyễn Tiên Nam tử nhìn thấy thuận lợi quốc bay dương phóng, không khỏi nhe răng cười một tiếng, sau đó bước chân một điểm, cấp tốc rời đi nơi đây. Dương phóng mối hận trong lòng đến cắn răng. Mấy người này thực lực tất cả đều dị thường đáng sợ, hắn hiện tại xa không phải đối thủ. Nhất là cái này làm Nguyễn Tiên, tối thiểu là tứ phẩm đỉnh phong thực lực vương bác đảng. hắn một mặt khó coi từ dưới đất chống lên hai tay không ngừng truyền đến tê dại cảm giác chỗ đầu gối càng là không thể tránh khỏi thù thương cái kia nữ có thể cảm giác người khác cảm xúc dương phóng sắc mặt biến đổi đây là cái gì công pháp tà môn bất quá mấy người này hướng hắc hổ ban tổng bộ đi không biết ban chủ của bọn hắn có thể hay không hàng phục mấy người kia nhưng hắn càng có khuynh hướng mình có thể tự tay báo thù không tự tay đi báo loại này đại thù hắn thực sự trong lòng nén giận lúc này tiền đường khu vực truyền đến tiếng bước chân dồn dập hai tên đại phu mang theo mấy vị học đồ nhanh chóng chạy tới nơi này chưởng quỷ ngài không có sao chứ vương đại phu khẩn trương hỏi bị thương nhẹ giúp ta truy cập thuốc dương phóng ngột ngạt nói tốt tốt hai vị đại phu lúc này gật đầu dương phóng đổi cái gian phòng trực tiếp ngồi ở trên giường, lộ ra hai cái đầu gối vị trí. Hai tên đại phu lấy người lấy ra thuốc cầm máu, bắt đầu vì dương phóng đắp lên, cũng cẩn thận băng bó lại. Hắc hổ ban tổng bộ. Đại đường bên trong. Ban chủ triệu hắc hổ, lưu trưởng lão, tàu trưởng lão chờ một đám cốt cán thành viên tất cả đều tụ tập ở đây, chính đang thương nghị chuyện quan trọng. Hiện tại khu quần cư càng ngày càng loạn, ngoại trừ những cái kia không biết tên tán tu võ giả bên ngoài, đã biết thế lực lớn liền có kiếm tháp, hát sơn tự, bạch nguyệt lâu, mà căn cứ tìm hiểu tin tức biết được, còn sẽ có càng ngày càng nhiều người sẽ tham gia đến nơi đây. Triệu hát hổ thanh âm nặng nề, tại đi tới đi lui, hiện tại các ngươi đều có tính toán gì, không ngại đều nói một chút. Lưu trưởng lão, tào trưởng lão chờ một đám cốt cán thành viên, liếc nhau, lần nữa nhìn về phía triệu hát hổ. Không biết ban chủ có tính toán gì? Tàu trưởng lão nhìn không được hỏi tính toán gì? Triệu Hắc Hổ bước chân ngừng lại, ánh mắt nheo lại, nếu nói ta đối bọn hắn muốn tìm đồ vật không có hứng thú, đó là không có khả năng, nhưng bây giờ đừng nói là chúng ta, liền xem như Tam Hà Bang đối diện với mấy cái này thế lực, cũng chỉ có thể cục đuôi, cho nên lại trong mà thèm thì phải làm thế nào đây, tùy tiện nhúng tay, sẽ chỉ chết vô cùng thê thảm, dựa theo tính toán của ta, không bằng hiện tại liền trực tiếp rời đi. Rời đi? Bên người tất cả trưởng lão nhau nhau ngạc nhiên mở miệng. Đúng vậy, rời đi. Triệu Hắc Hổ chầm chậm thở hắt ra hơi thở, đạo, Hắc Hổ Bang không có, chuyển sang nơi khác có thể xây lại, nhưng là người phải chết, vậy liền thật cái gì cũng bị mất. Bọn hắn Hắc Hổ Bang chỉ là khu quần cư một cái trung đẳng thế lực mà thôi. Hắn vị bang chủ này cũng mới chỉ là tứ phẩm đỉnh phong bên người một đám trưởng lão cơ bản đều tại tứ phẩm sơ kỳ đến trung kỳ ở giữa, một chút yếu càng là chỉ có tam phẩm tu vi ở chỗ này cái ngày càng hỗn loạn hắc thiết khu quần cư không có chút nào an toàn nói không chừng ngày nào đó người liền không có ngay tại vài ngày trước còn phát sinh cùng một chỗ ngũ phẩm giao thủ sự kiện thế nhưng là chỉ dựa vào chúng ta hát hổ ban một nhà muốn an toàn rời đi khu quần cư chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi vừa đến mùa đông trong rừng rậm mức độ nguy hiểm sẽ thẳng tắp tăng lên mấy lần không thôi Lưu trưởng lão nhìn không được mở miệng. Kỳ thật bọn hắn đều không muốn tùy tiện rời đi. Đến một lần khu quần cư bên ngoài hoàn cảnh dị thường nguy hiểm, khắp nơi đều là kinh khủng mạnh thú, thậm chí còn có đáng sợ tà linh tài ẩn giấu. Thứ hai, bọn hắn đều cắm rễ tại mảnh này khu quần cư mấy thập niên, thân gia tài phú tất cả đều ở chỗ này, trong lòng căn bản không bỏ được rời đi. Mặc dù thay cái khu quần cư, hết thảy đều có thể trùng kiến nhưng trùng kiến tóm lại là cần thời gian. Đến địa phương mới về sau, vẫn là phải tránh không được dốc sức làm, bọn hắn tay chân lẩm cẩm, trong lòng nhuệ khí đã sớm biến mất, chỉ muốn an hưởng tuổi già. Là không dễ dàng, cho nên ta liên hệ thành nội cái khác mấy cái bang phái, chuẩn bị cùng nhau rời đi. Triệu Hắc Hổ mở miệng nói ra, các ngươi bây giờ nói nói muốn phát, là nguyện ý đi, vẫn là nguyện ý lưu. Cái này một đám trưởng lão cùng cốt cán lần nữa liếc nhau, trong lòng nhanh chóng lăn lộn. Âm. Bỗng nhiên, đại điện ngoài truyện đến trầm muộn thanh âm. Bảy tám cái hắc hổ ban đệ tử lập tức bay ngược mà ra, hung hăng đập vào bên trong đại điện. Một đám trưởng lão nhao nhao giật mình quay đầu nhìn lại. Ai? Triệu ban chủ, hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được. Một đạo lãnh đạm nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên ba nam một nữ kỳ lạ đội hình, lần nữa từ bên ngoài cất bước đi tới. Các ngươi là ai, thật to gan, dám xông vào nhập hắc hổ bang. Tàu trưởng lão sắc mặt tức giận, dẫn đầu tiến lên mở miệng. Cúc. Cầm trong tay nhuyễn tiên nam tử rất là bá đạo, đi lên một trôi quốc hướng tàu trưởng lão, nhanh đến cực hạn, tự như ti chết. Tàu trưởng lão thần sắc biến đổi, vội vàng nhanh chóng trốn tránh. Nhưng vẫn là bị nhuyễn tiên trút trúng, bọc một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, hung hăng nện ở đại đường trên cây cột, máu me đầm đìa, dị thường thê thảm. Muốn chết. Các trưởng lão khác nhau nhau biến sắc, không nói lời gì, tất cả đều lao nhanh ra. Triệu hắc hổ càng là hơi nheo mắt lại, trong lúc đó phóng người lên, hai tay hiện lên trảo, trở nên một mảnh đen nhánh, nhanh chóng hướng về trước mắt bốn người cấp tốc đánh tới. Tứ phẩm đỉnh phong, có chút ý tứ khi dị thường đại hán khôi ngô nhe răng cười một tiếng đối những người khác nhìn cũng không nhìn hô một tiếng trực tiếp hướng về triệu hắc hổ bên này nhanh chóng đánh tới phanh 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 hai người nhanh chóng giao thủ thanh âm oanh minh đảo mắt mười mấy chiêu quá khứ oanh oanh triệu hắc hổ cùng phúng huyết thủy trước ngực trúng hai chưởng trực tiếp bay ngược mà ra hung hăng nện ở hậu phương trên một cái bàn đem cái bàn đều cho đập vỡ nát ra cùng lúc đó tay kia cầm nhuyễn tiên nam tử cũng là quát chói tai một tiếng đem còn lại trưởng lão cốt cán tất cả đều rút bay ngược mà ra đủ rồi đi triệu ban chủ màu đen trang phục nữ tử lãnh đạm nói khụ khụ triệu hắc hổ một mặt kinh hãi trong miệng ho ra máu các ngươi muốn làm gì không làm gì chỉ là muốn cho triệu ban chủ vận dụng ban phái lực lượng giúp chúng ta tìm một chút đồ vật màu đen trang phục nữ tử lãnh đạm mở miệng. Như hôm trước. Buổi chiều có chương 3. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 42. Tiến vào tứ phẩm. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 42. Tiến vào tứ phẩm. Giữa trưa. Lưu trưởng lão một mặt vội và chạy tới vạn xuân trải bên trong, ban chủ bị bắt rồi. Dương Phóng kinh ngạc mở miệng. Đúng vậy, nào chỉ là ban chủ, hiện tại ngay cả chúng ta những trưởng lão này. Ai, không nói. Lưu trưởng lão thở dài một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, đạo, lần này tới chính là để ngươi coi chừng hiệu thuốc hỏa kế cùng học đồ, loại thời khắc mấu chốt này, ai cũng không thể tự mình chạy trốn, nếu ai dám tự mình chạy trốn, coi như đừng trách ta hát hổ ban không nể tình hắc hổ ban cả tầng bị đối phương toàn bộ khống chế đối phương lệnh cưỡng chế bọn hắn vận dụng hết thảy lực lượng giúp bọn hắn tìm hiểu trên bức họa tin tức cũng nói ai dám tự mình chạy trốn chính là bọn hắn những trưởng lão này trách nhiệm cho nên bọn hắn những trưởng lão này trước tiên liền hướng về phía dưới đi thông báo dương phóng trong lòng lần nữa mãnh liệt bốn tên kia lại đáng sợ như thế ngay cả ban chủ của bọn hắn cũng bị cầm xuống lưu trưởng lão Bốn người kia là lai lịch gì? Thực lực làm sao lại đáng sợ như vậy?" Dương phóng hỏi. "Ai biết là lai lịch gì, nhưng này trong bốn người mạnh nhất là tên kia Khôi Ngô đại hán, đã là ngũ phẩm tu vi, cái khác ba cái đều là tứ phẩm đỉnh phong, nhất là cái kia nữ, cực kỳ tạ môn, tinh thông tâm linh cảm ứng, có thể cảm giác người khác cảm xúc biến hóa vi diệu, không quản người có cái gì tâm lý ba động, một khi bị nàng phát hiện, đều tránh không được một trận đánh đập." Lưu trưởng lão nói Hắn đang bàn phái bên trong cũng là bởi vì thầm mắng một câu Kết quả là bị nữ tử kia cảm giác Nói hắn có vấn đề Đi lên chính là vài roi tử đánh tới Tâm linh cảm ứng Dương phóng giật mình Quả nhiên để cho mình đoán đúng Bất quá hắn hiện tại cũng biết bốn người này thực lực Ba cái tứ phẩm đỉnh phong Một cái ngũ phẩm cảnh giới Tốt, trưởng lão yên tâm ta ước hẹn buộc những này hỏa kế cùng học đồ. Dương Phóng gật đầu. Đơn ước thúc còn không được, để bọn hắn đều đến trên đường phố đi hỏi thăm, xem xét, nhìn xem có người hay không gặp qua này hỏa quyển bên trên người hoặc đồ vật. Lưu trưởng lão phân phó. Tốt, ta hiểu rồi. Dương Phóng lần nữa gật đầu. Sau đó, lưu trưởng lão không còn tiếp tục ở lâu, mà là lên khoái mã, lập tức hướng về chỗ tiếp theo cứ điểm tiến đến tình thế hỗn loạn bọn hắn trưởng lão cũng không dễ chịu người khác chỉ thấy bọn hắn phong quan vô hạn ai biết bọn hắn trong âm thầm có bao nhiêu chật vật dương phóng trực tiếp chạy tới tiền đường đem lưu trưởng lão phân phó cấp tốc nói một lần cũng đem lưu trưởng lão lưu lại một chồng chân dung phát xuống dưới để bọn hắn đến trên đường phố đi hỏi thăm một đám học đồ nhận được mệnh lệnh nhào nhào cầm chân dung đi ra ngoài chưởng quỷ chẳng lẽ ngay cả tổng bộ cũng không thể bắt lấy bọn hắn vương đại phu giật mình nói không tệ hai vị đại phu các ngươi tiếp xuống cũng cái nào đều không cần đi liền ở tại cửa hàng được rồi dương phóng mở miệng đúng rồi lần trước ta hướng các ngươi hỏi thăm sách thuốc không biết các ngươi mang đến sao ngạch mang theo mang theo hai vị đại phu mặc dù có mấy phần bài xích nhưng vẫn là từ trong ngực lấy ra mấy quyển sách thuốc giao cho dương phóng đa tạ hai vị đại phu dương phóng thu sách thuốc lúc này trở về hậu đường tiến vào hậu đường về sau hắn cũng không lập tức bắt đầu nghiên tập mà là lấy ra dưỡng khí đan lần nữa phục một viên xuống dưới bây giờ hình thức tăng lên hắn nhất định phải hết tất cả khả năng sớm ngày đột phá suốt cả ngày cấp tốc vượt qua trên đường phố bận rộn hỗn loạn tưng bừng khu quần cư bên trong vốn có một chút thổ dân thế lực cơ hồ tất cả đều bị người khống chế được, từng cái ban phái thành viên, cốt cán, khắp nơi tại hướng người hỏi thăm có hay không thấy qua chân dung bên trong đồ vật. Trong lúc nhất thời, khu quần cư bên trong gà bay chó chạy, rất có một loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Dương Phóng có đầu rút cổ ở nhà, một bước cũng chưa từng sinh ra cửa. Nguyên bản hắn là dự định một hơi đêm còn lại 16 khỏa dưỡng khí đang toàn bộ luyện hóa hoàn tất kết quả lại bất đắc dĩ phát hiện ngày thứ nhất thời điểm Dương Viêm quyết liền từ Đại Thành, 713, 840, biến thành Đại Thành, 840, 840. Về sau lại thế nào ăn dưỡng khí đan, Dương Viêm quyết cũng không còn tiếp tục cải biến. Nói cách khác, hắn Dương Viêm quyết triệt để đến đỉnh. Dương Phóng lần nữa nhìn về phía bản. Tính danh. Dương Phóng tuổi thọ. 21, 58 tuổi tu vi. Tứ phẩm, 1, 150, Tâm pháp. Dương viêm quyết đại thành, 840, 840, Võ kỹ. Tật phong thập tam kiếm tinh thông, 30, 300, Vô ảnh kiếm đại thành, 300, 1200, Đại phi phong trường pháp đăng đường nhập thất, 200, 500, Đạp tuyết công nhập môn, 200, 200, Âm ảnh thân pháp nhập môn, 200, 400, Kỹ năng. Rèn sắt đại thành, 1, 800, ám khí tinh thông. 60, 600, chế độc nhập môn, 90, 200, tư chất. Rất có tiềm lực, 6, 60. Tổng thể mà nói, tuổi thọ lần nữa gia tăng 8 tuổi. Tư chất lần nữa tăng lên 5 điểm. Đáng tiếc Dương Viêm quyết đẳng cấp quá thấp, dễ dàng như vậy liền đại thành. Dương Phóng tự nói. Dương Viêm quyết đại thành tựu mang ý nghĩa hắn không thể lại dễ dàng đi ăn dưỡng khí đan, coi như ăn, cũng sẽ không duyên cớ tổn thất đại bộ phận dược lực, cứ như vậy, quá mức không đáng giá. Hắn nhất định phải tìm kiếm mới nội công tâm pháp. Dương Phóng kiểm tra còn lại dưỡng khí đan, phát hiện còn lại năm khỏa. Bà còn thừa 14 lượng. Dương Phóng cẩn thận nghĩ nghĩ, trực tiếp từ dưới nền đất đào ra một khối tịch tà ngọc, chứa vào trong ngực. Đêm nay liền đi làm khối này tịch tà ngọc, sau đó mua sắm một bản đẳng cấp cao tâm pháp tốt nhất 10 năm 8 năm đều không cần thay đổi cái chủng loại kia. Bất tri bất giác, hoàng hôn đến. Dương Phóng đổi một thân trang phục, trên đầu mang theo mũ rộng vành, thuận lợi đi vào một chỗ cửa hàng bên trong. Khối này tịch tà ngọc, khách quan thật muốn làm rồi. Chưởng quỷ cẩn thận ngắm nghía, mở miệng cười nói. Đúng vậy, nói cái giá đi. Hiện tại các loại đồ vật giá cả đều ở trên trướng, tịch tà ngọc, ta cho ngươi 52 lượng có thể chứ có thể, lấy tiền đi. Dương Phóng nói. Chưởng quỷ lộ ra mỉm cười, lúc này để cho người ta lấy túi tiền, bên trong trọng vẹn 52 lượng bạc vùng. Dương Phóng cầm bạc liền trực tiếp rời đi, hướng về một chỗ khác cửa hàng tiến đến. Khách quan muốn tâm pháp. Chưởng quỷ nhãn tình sáng lên, vội vàng cười nói, dễ nói dễ nói, tiệm chúng ta bên trong chính là tâm pháp nhiều, đẳng cấp cao nhất chính là phàm cấp thượng phẩm tâm pháp hát hổ quyết, chỉ cần 45 lượng bạc liền có thể. 45 lượng. Quá mắc a. À. Dương Phóng nhíu mày, vẫn chỉ là phàm cấp thượng phẩm mà thôi. Khách quan, đã không quý, tại chúng ta khu quần cư, ngoại trừ các đại bang phái ban chủ có thể tu luyện linh cấp tâm pháp, dẫn ra ngoài ra tối cao tâm pháp, cũng liền chỉ là phàm cấp thượng phẩm. Chưởng quỷ khuyên nhủ. Hắn tự hồ sợ Dương Phóng không nguyện ý mua sắm, cắn răng một cái, mở miệng nói, đi như vậy, ta lại nhiều đưa ngươi một môn võ học, đây được rồi. Bây giờ tình thế hỗn loạn, phần lớn người đều đi mua sắm dưỡng khí đang cùng hủ tiếu lương thực, võ học loại càng thêm khó bán, dù sao có một môn võ học phòng thân là đủ rồi, ai sẽ đi mua nhiều như vậy. Hiện tại thật vất vả tới một khách quen, tự nhiên muốn lưu lại đối phương. Cái gì võ học? Dương Phóng hỏi. Đồng trưởng công, thế nào? Trưởng quỷ lấy ra một bản bí tịch, đặt ở trên mặt bàn. Dương Phóng có chút suy tư, đạo, tiện nghi một chút, 40 lượng bạc, ta muốn hết. Tốt, thành giao. Chưởng quỷ liền tranh thủ hai quyển bí tịch đồng thời kín đáo đưa cho Dương Phóng. Dương Phóng trong lòng im lặng. Mẹ nó, lại bị thua thiệt. Hắn cắn răng một cái móc ra bạc, sau đó cua lấy cái này hai quyển bí tịch, liền hỏa tóc trời đi. Trước khi đi, lần nữa đi một nhà khác tiệm thuốc, lại mua ba bình dưỡng khí đan mà lần này lúc mua giá cả càng quá đáng trực tiếp tăng tới tám lượng bạc một bình một vòng mua lại dương phương gia sản chỉ còn lại cuối cùng hai lượng hắn vội vàng chạy về vạn xuân trải vừa về đến liền đóng cửa không ra sa vào đến trong tu luyện lại là ba ngày quá khứ vạn xuân trải đối diện một chỗ công trình kiến trúc bên trên màu đen trang phục nữ tử thần sắc lãnh đạm Sừng sững ở chỗ này, không nhúc nhích, một đôi ánh mắt hướng về Dương phóng chỗ trụ sở nhìn lại. Thế nào? Phát hiện cái gì sao? Cầm trong tay nhuyễn tiên nam tử rơi xuống, mở miệng hỏi. Coi như bình thường. Màu đen trang phục nữ tử đáp lại nói, muốn nói ta liền nên trực tiếp bắt tới, nghiêm hình tra tấn, trước các đức hắn tứ chi, không tin hắn không nói thật. Cầm trong tay nhuyễn tiên nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quá vọng đồng rồi, ngươi thế nào biết hắn không có đồng đảng. Màu đen trang phục nữ tử ngữ khí lãnh đạm, đạo, phương thức tốt nhất chính là để hắn buông lỏng cảnh giác, mình chậm rãi lộ ra cái đuôi. Cầm trong tay nhuyễn tiên nam tử lập tức nhếch miệng, đạo, đã dạng này, vậy ngươi tiếp tục dám thị đi, ta đi địa phương khác nhìn xem. Hắn thân thể nhảy lên, từ nơi này rời đi. Màu đen trang phục nữ tử ánh mắt nheo lại, tiếp tục hướng về Dương Phóng trụ sở nhìn lại. gian phòng bên trong. Dương Phóng nhẹ nhàng nhổ ngụm trọc khí, toàn thân nhiệt lưu mãnh liệt, xuống giường hoạt động. Tư chất tăng lên, chính là tốt. Bế quan mấy ngày qua, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Nhất là âm ảnh thân Pháp, thuận lợi từ nhập môn, 200, 400, tiến vào tinh thông, 20, 600, đã có thể tùy tiện làm được đêm đó tên kia người áo đen trình độ. Bỗng nhiên, dương phóng nhịn không được đem đầu tiến đến trước cửa sổ hướng về bên ngoài cảnh giác nhìn thoáng qua từ khi ba ngày trước mua thuốc trở về hắn liền ẩn ẩn phát hiện mình tựa hồ bị giám thị vì không đánh cỏ động rắn liên tục ba ngày qua hắn một bước cũng không có ra khỏi cửa càng là không dám ngẩng đầu tra xét hiện tại tên kia người giám thị còn ở đó hay không chính hắn cũng không rõ ràng là ai chẳng lẽ là vài ngày trước bốn người kia Dương Phóng trong phòng đi đến. Cái kia nữ khẳng định vẫn là từ tâm tình của mình bên trong cảm giác được cái gì. Trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an. Một lát sau, trong mắt hiện ra nhàn nhạt sát cơ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 Lần nữa trở về, quần nội chấn động. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 43 lần nữa trở về, quần nội chấn động. Dương Phóng hít một hơi thật sâu, cưỡng ép dằn xuống đến, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Vì phòng ngừa đối phương sinh nghi, hắn cũng không có vẫn luôn núp ở trong phòng. Mà là thỉnh thoảng lại đi ra cửa phòng, trong sân dạo qua một vòng, làm cho đối phương có thể nhìn thấy chính mình. Cứ như vậy, đảo mắt lại là năm ngày quá khứ. Dương Phóng thực lực đang tăng nhanh như gió bên trong. Vô luận là nội công, vẫn là kiếm pháp, thân pháp, ám khí, tất cả đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Mà vừa mua dưỡng khí đang cơ hồ ngày thứ hai liền bị hắn dùng một đám. gian phòng bên trong. Ngọn đèn lấp lóe. Dương phóng cầm trong tay trường kiếm, một thân mồ hôi nóng, toàn thân trên dưới cơ bắp đường cong chảy xuôi, rốt cục ngừng đối âm ảnh thân pháp tu luyện, ánh mắt lần nữa hướng về bản nhìn lại. Tính danh. Dương phóng tuổi thọ. 21. 58 tuổi tu vi. Tứ phẩm, 75, 150, tâm pháp. Dương viêm quyết đại thành, 840, 840, hắc hộ quyết tinh thông, 300, 600, võ kỹ. Tật phong thập tam kiếm tinh thông, 30, 300, vô ảnh kiếm đại thành, 300, 1200, đại phi phong trường pháp đăng đường nhập thất, 200, 500, đạp tuyết công tinh thông, 230, 400, âm ảnh thân pháp tinh thông, 400, 600, đồng trưởng công nhập môn, 1, 100, kỹ năng. Rèn sắc đại thành, 1, 800, ám khí tinh thông, 200, 600, chế độc tinh thông, 20, 400, tư chất. Rất có tiềm lực, 18, 60. Ngoại trừ ngay từ đầu tốn hao hai ngày thời gian đem hắc hổ quyết nhập môn bên ngoài, thời gian còn lại tất cả đều dùng tại hữu dụng địa phương. Lấy hắn hiện tại tư chất, dù là không ăn dưỡng khí đan, Nửa cái ban đêm cũng có thể sinh ra bốn điểm điểm kinh nghiệm. Tứ phẩm trung kỳ. Kỳ thật lấy thực lực của hắn bây giờ, phối hợp thân pháp, ám khí, kiếm pháp, đã có cực lớn nắm chắc có thể giết chết một vị tứ phẩm đỉnh phong cao thủ. Nhưng cũng tiếc, đối phương không phải một người, mà là rồng đã bốn cái, mà lại trong đó còn có một vị ngũ phẩm cao thủ. Coi như hắn có thể đem vị kia dám thì bí mật hắn tồn tại giết đi, nhưng về sau đâu? ba người còn lại chẳng lẽ liền sẽ không hoài nghi mình người kia đã dám dám thì mình đã nói lên bọn hắn nhận định mình có vấn đề một khi đối phương chết rồi còn lại ba người tất nhiên sẽ phát cuồng trừ phi hắn có thế một đêm đem bọn hắn toàn bộ diệt đi để bọn hắn hoàn mỹ phản ứng dương phóng trong miệng than nhẹ trong phòng đi tới đi lui trên người hắn chỉ còn lại có cuối cùng hai lượng muốn tiếp tục mua sắm dưỡng khí đan, chỉ có thể đi bán tịch tà ngọc đến cùng có đi hay không tịch tà ngọc nhưng thật ra là càng nhiều càng tốt như vậy đối với tà linh kháng tính mới có thể càng lớn nói thật ra hắn chỉ là nghĩ thành thành thật thật khiêm tốn một chút còn sống vì sao giống như này khó khăn ngay tại dương phóng trong lòng suy tư đáng đo bất định thời điểm bỗng nhiên cánh tay trái chỗ lần nữa truyền đến nhàn nhạt nóng rực cảm giác vô cùng quen thuộc dương phóng trong lòng giật mình vội vàng lột mở tay áo xem xét dị thường vui vẻ muốn trở về không ủng công hắn trong khoảng thời gian này một mực co đầu rút cổ vì chính là chờ đợi giờ khắc này chỉ cần có thể trở về hiện thực thông qua thế giới hiện thực tu luyện chờ lần nữa xuyên qua nhất định có thể đạt tới tứ phẩm đỉnh phong cứ như vậy cho dù đối mặt ngũ phẩm cao thủ hắn cũng có thể một trận chiến dương phóng lúc này vô cùng thuần thuộc nằm ở trên giường trong lòng kích động chờ đợi thời gian vượt qua không ngày không giờ 9 phần 22 giây. 21 giây. Trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen. Như là rơi vào vô địch vực sâu. Hồi lâu sau, Dương Phóng mới lần nữa khôi phục thanh tĩnh, chậm rãi từ giường đứng dậy, trong miệng miệng lớn thở hỗn hển. Phát hiện thuận lời trở về về sau, hắn không nói hai lời, trước tiên ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử tu luyện hắc hổ quyết. Kết quả cùng trước đó đồng dạng theo hắc hổ quyết tu luyện, thân thể cũng không có sinh ra bất cứ dị thường nào cảm giác. Sau mấy tiếng, hắn mới lần nữa dừng lại, sau đó lại lập tức cầm điện thoại di động lên, hướng về điện thoại nhìn lại. Chỉ gặp điện thoại tin tức, mấy giờ trước tới sổ 12 vạn. Hiển nhiên là trước đó ba người kia phát tới số dư. Trừ cái đó ra, giao lưu quần nội cũng đã sớm vỡ tổ. Mã mẹ nó, khu quần cư muốn loạn, triệt để loạn. Giá cao thu mua dưỡng khí đang, các vị đại lão các ngươi ai có dưỡng khí đang? Nếu như không có, có bạc cũng được, phương diện giá tiền dễ nói. Bạc cũng đã vô dụng, hiện tại dưỡng khí đang sắp bán đứt hàng, có tiền đều không nhất định có thể mua được, ai, ai có thể nghĩ tới khu quận cư lần này sẽ loạn nhanh như vậy. Vốn cho là chỉ là bắt phường hỗn loạn, hiện tại toàn bộ khu quận cư hoàn toàn loạn, lương thực giá cả sau trước đó tăng 3 lần nhiều ta nguyện ý thu mua bạc, ai có bạc, ta có thể cùng hắn giao dịch. Các loại tin tức tại quần nội không ngừng bắn ra. Càng là có thật nhiều người tại Dương Phóng, muốn từ hắn nơi này hối đoái bạc. Dù sao trước đó thời điểm, hắn liền từng thả ra qua 18 lượng ra. Đại lão, ngươi còn có hay không bạc, ta muốn tìm ngươi điểm hối đoái. Không được, đồng tiền cũng được, có thể hay không bán ta điểm đồng tiền quần nội đại lão cũng còn còn sống a, à, có người hay không chết rồi. Đại gia không ngại trước cho một con số. Theo có người đề nghị, còn lại bày viên lập tức định chỉ nghị luận, bắt đầu nhau nhau đếm số. Một phen dưới báo đến, chỉ có 61 người còn online. Còn lại 7 người đều là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có người trực tiếp hướng bọn hắn phát ra private chat, kết quả cũng không thấy bọn hắn đáp lại. Lần này đám người càng thêm giật mình thật chẳng lẽ chính là chết rồi. Chết cũng rất bình thường, khu quần cư tình huống hiện tại cực kỳ không thích hợp, Hủ Tiếu Lương thực trực tiếp tăng mấy lần giá cả, lại có nhiều như vậy kẻ ngoại lai hội tụ, người nói là không có liền không, nói không chừng ngày nào liền sẽ bị người leo tường nhập hộ. Vì người chết mặc niệm. Ô ô ô, ta không muốn lại trở về, thật là đáng sợ, ai có thể mau cứu ta, nếu không chúng ta báo cảnh đi, nhiều người như vậy cùng một chỗ báo cảnh cảnh sát khẳng định sẽ tin tưởng ta là thật không muốn lại trở về lại trở về ta sẽ chết ngu xuẩn đồ vật ngươi coi như báo cảnh lại có thể thế nào cảnh sát còn có thể chạy đến thế giới khác đi bắt người hay sao hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính chúng ta chính chúng ta không đoàn kết cũng chỉ có một con đường chết coi như đoàn kết thì phải làm thế nào đây nhiều như vậy kẻ ngoại lai bọn hắn thực lực đều tại tam phẩm tứ phẩm trở lên chúng ta quần nội có mấy người có thể đạt tới. Ta chính là tam phẩm. Cảnh sát người có thể hay không cũng xuyên việc rồi, vạn nhất cảnh sát có người xuyên qua thành đại lão nữa nha. Toàn bộ quần nội lần nữa bạo phát ra kịch liệt dẫn luận. Một bộ phận người ủng hộ báo cảnh, một bộ phận người lại căn bản khinh thường báo cảnh. Khinh thường tại báo cảnh nguyên nhân là bọn hắn cho là mình có thể xuyên qua đều là độc nhất vô nhị, một khi báo cảnh sát, sau này các loại hành động khả năng đều sẽ bị quản chế tại cảnh sát giao lưu quần đội rất nhanh lại xuất hiện mấy trăm đầu tin tức nhớ kỹ trước đó vương đông lai nói qua thế giới hiện thực tu luyện là hữu dụng sẽ tăng trưởng một chút không thấy được điểm kinh nghiệm dưới mắt đã không có cách nào vì sao không thử nghiệm một chút nếu có thể tại thế giới hiện thực tăng trưởng một chút điểm kinh nghiệm đến dị giới thực lực hẳn là cũng sẽ lần nữa tăng lên dương phóng đột nhiên hướng về quần đội phát ra một tin tức nói đến dễ dàng nào có đơn giản như vậy sớm tại trước đó liền thử qua ta liên tục tu luyện ba ngày ba đêm sau khi xuyên việc thực lực vẫn không thay đổi hóa ta cũng vậy đã sớm thử qua vương đông lai là thật là giả ai nói đến chuẩn gia hỏa này miệng lưỡi dẻo quẹo trước đó hành vi cũng là vì hố tiền đúng đấy chúng ta hiện tại hẳn là đàm luận một chút đến cùng muốn hay không báo cảnh đám người lần nữa nghị luận lên Dương Phóng một trận trầm mặt. Đây cũng không phải đám người ngốc. Nếu là hắn không có bản, cũng sẽ không tin tưởng thế giới hiện thực tu luyện thật có thể tăng trưởng điểm kinh nghiệm. Chính là bởi vì có bản tồn tại, cho nên hắn lần trước thử một lần liền có thể rõ ràng nhìn thấy bản bên trên số liệu biến hóa, lúc này mới khẳng định Vương Đông Lai lời nói. Mà đám người không có bản, căn bản không cảm giác được loại kia sửa đổi rất nhỏ. Hắn không tại nhiều nói, mà là trực tiếp xếp bằng ở trên giường bắt đầu tu luyện. Dưới mắt bất luận cái gì thời gian đối với hắn tới nói đều trân quý chi cực. Hắn quyết định bắt đầu từ ngày mai liền trực tiếp xin phép nghỉ. Sau đó mấy ngày, hắn tuyệt không thể đi làm, nhất định phải lấy tính mệnh làm chủ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44. Nam thì người xuyên việt bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chương 44 nam thì người xuyên việt sáng sớm hôm sau dương phóng bình thường đuổi tới bệnh viện tâm thần sau đó trước tiên hướng viện trưởng xin phép nghỉ tuổi của hắn giả tổng cộng là 8 ngày lần này vì vượt qua nan quan trực tiếp sớm xin thu được 8 ngày nghỉ ngơi quyền lợi mà tại thu hoạch được phê chuẩn về sau Dương Phóng càng là không chút nào ở lâu, lúc này hướng về trong nhà tiến đến trước khi đi hắn lần nữa thấy được tiểu hồ sĩ phương đình thân ảnh phương đình cấp sắc vội vàng hiển nhiên cũng tại hướng về y tá trưởng nơi đó xin ngày nghỉ không có gì bất ngờ xảy ra ở vào phương thị người xuyên qua đến dị giới cũng đều là tại hắc thiết khu quần cư dương phóng hiện tại có loại cảm giác đơn giản giống như là tại cùng tử thần thi chạy thế giới hiện thực đến cùng có thể vì hắn tăng trưởng nhiều ít kinh nghiệm liền đều xem chính hắn có chăm chú hay không cùng khắc khổ. Chỉ cần hắn nỗ lực nhất định cần cù, chờ lần nữa trở về thời điểm, tuyệt đối có thể tiếp cận tứ phẩm đỉnh phong. Ngay tại dương phóng vội vàng hướng về trong nhà tiến đến thời điểm. Cục cảnh sát phương hướng, tin tức quanh động. Hôm qua một đêm, phương thị bên trong một chút đột tử rộng rã 12 người. Tin tức vừa ra, trực tiếp quanh động cục cảnh sát. Từ lần trước vương đông lai đột tử về sau, cảnh sát vì cẩn thận lý do, đã sớm thông tri các bệnh viện lớn, trong khoảng thời gian này phạm là có người đột tử, đều muốn trước tiên báo cảnh. Cho nên cảnh sát lúc này mới có thể kịp thời bắt được tin tức. Quá quá dị, một tháng qua đột tử nhiều ít lệ, mà lại hôm qua một đêm liền đột tử 12 cái. Một vị nhỏ thám tử giật mình mở miệng. Càng mấu chốt chính là, 12 người này bên trong có 7 cái đều là hướng vương đông lai hợp thành trả tiền người trương minh minh khó có thể tin nhìn chăm chú lên trước mắt tư liệu biểu cái gì nhiều như vậy hướng vương đông lai hợp thành trả tiền người đám người nhao nhao giật mình nguyên bản mới vừa vặn bị bài xuất vụ án giờ khắc này lần nữa kích thích nội tâm của bọn họ trên thực tế trước đó phát sinh đột tử án bọn hắn cũng đều cẩn thận điều tra qua người chết tại khi còn sống đại bộ phận đều hướng vương đông lai hợp thành trả tiền nghĩ không ra lần này đột tử trong 12 người, lại xuất hiện 7 cái hướng vương đông lai hợp thành tiền tồn tại. Không thể nào, thật chẳng lẽ có thể xuyên qua. Một vị nhỏ thám tử Trương Vĩ thì thào nói. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn chăm chú điều tra qua, cũng từ trên mạng hiểu được một chút tin tức. Có cực kỳ cá biệt người chết trước khi chết đều từng tuyệt vọng qua, không chỉ một lần tại trên mạng xin giúp đỡ, nói mình xuyên qua càng là có người tới cục cảnh sát báo qua cảnh chỉ bất quá đám bọn hắn chưa hề làm qua một chuyện nhưng bây giờ đột tử nhiều người như vậy bọn hắn buộc lòng phải một chút không phải khoa học lĩnh vực đi cân nhắc dù sao xuyên qua chữ xuất hiện quá thường xuyên một người nói như vậy thì cũng thôi đi trước đó có ba bốn người đều đã nói như vậy làm sao có thể đều niên đại gì ai còn tin tưởng xuyên qua sự tình một vị khác nữ cảnh sát dò xét giật mình nói vậy cái này giải thích thế nào trương vĩ mở miệng không thể tưởng tượng nổi thật bất khả tư nghị đúng lập tức liên hệ còn lại những cái kia hướng trương vĩ hợp thành trả tiền người để bọn hắn phối hợp điều tra vô luận như thế nào muốn để bọn hắn nói ra tình hình thực tế trương minh minh mở miệng nói liên tiếp đột tử vụ án không tra rõ ràng thực sự để bọn hắn khó có thể bình an cũng cảm giác giống như là có cái gì vô hình vẻ lo lắng bao phủ tới đồng dạng nhưng nếu nói tin tưởng bọn họ sẽ xuyên qua sự thật cái này lại lộ ra dị thường hoang đường không bỏ ra nổi chứng cứ ai có thể tin tưởng coi như hướng hắn báo cáo thượng cấp cũng sẽ cho rằng bọn họ bệnh tâm thần gian phòng bên trong dương phóng vừa mới trở về liền sa vào đến hoàn toàn mới trong tu luyện mặc dù ngồi xếp bằng quá trình bên trong dị thường buồn tẻ nhưng vì mạng sống, hắn cũng đã không còn cách nào khác. Mà vì để cho mình không đến mức quá mức mệt nhọc, hắn chuyên môn tại ban ngày tu luyện võ kỹ, ban đêm tu luyện nội công. Chờ thực sự mệt không chịu nổi, thì tại trong đám tiến hành dòm bình phong, trà xét thành viên khác nói chuyện trời đất tin tức. Cứ như vậy, trong nháy mắt đã là hai ngày quá khứ. Quân nội thành viên vẫn không có thảo luận xuống tới đến cùng có nên hay không báo cảnh. Bất quá, mặc dù bọn hắn không có chủ động báo cảnh nhưng cảnh sát vẫn là lần nữa liên hệ đến bọn hắn từng cái bày viên đều không ngoại lệ lần nữa bị điều tra một lần dương phóng cũng là không còn gì để nói bị trương minh minh gọi điện thoại hỏi thăm một lần hắn liên tục nói cho triệu rõ ràng mình thật không có bất kỳ cái gì sự tình thật vất vả mới đưa điện thoại cúp máy mà liền tại hắn vừa mới cúp điện thoại quân nội lại lần nữa xuất hiện một việc Quần nội thành viên các địa sản tiểu hồ trực tiếp hưng phấn tại quần nội truyền ra tin tức, các vị đại lão, ta lại gặp một vị người mới, vị này người mới quê quán là Nam Thị, nhưng hắn xuyên qua địa điểm khác với chúng ta, hắn xuyên qua địa phương tại A Bạch Lạc Thành, đây chính là chân chính thành lớn, không giống với chúng ta khu quần cư, mà lại theo hắn đoán, ở vào bất đồng thành thì người sau khi xuyên việc vị trí cũng không giống nhau, cho nên, chúng ta không bằng ngồi xe tiến. Về Nam Thị, thử một chút vạn nhất lần sau xuyên qua, cũng xuất hiện ở Bạch Lạc Thành đâu. Xoa. Tin tức vừa ra, dẫn phát quần nội xôn xao. Rất nhiều người giật nảy cả mình. Xuyên qua đến Bạch Lạc Thành. Nam thì người chẳng lẽ mệnh đều tốt như vậy. Bạch Lạc Thành tự như là hắc thiết khu quần cư phương viên mấy ngàn dặm duy nhất một chỗ thành trì, cực kỳ xa xôi, dị thường phồn hoa, nghe nói lần này tới thật nhiều thế lực đều là từ Bạch Lạc Thành tới gia hỏa này quá mạnh, trực tiếp xuyên qua đến dạng này một chỗ thành trì. Đem hắn kéo vào được tâm sự. Không tệ, kéo một chút vị kia đại lão. Rất nhiều bầy viên nhau nhau đề nghị. Không bao lâu, địa sản tiểu hộ kéo một vị người mới tới. Người mới tên là Tử Nhật Đông Lai. Các vị đại lão, buổi chiều tốt. Tử Nhật Đông Lai dị thường có lễ phép. Đại lão buổi chiều tốt. Đại lão trên người có bạc sao? Có thể hay không bán ta ít bạc? Ta trực tiếp cho ngươi chuyển khoản. Đại lão trên người có dưỡng khí đang sao? Đúng, đại lão sau khi xuyên việt thân phận là cái gì a? À? Đại lão mau nói các ngươi nam thị có bao nhiêu người xuyên việt? Toàn bộ quần nội trong nháy mắt nổi lên hơn 10 đạo tin tức. Tất cả thành viên đều tại không kịp chờ đợi tiến hành hỏi thăm. Các vị đại lão, ta không phải đại lão ta cũng chỉ là vừa xuyên qua không lâu, tại chúng ta Nam Thị cũng có một cái nhỏ bầy, bên trong chỉ có hơn 20 người đi, nhưng là sinh hoạt tại Nam Thị người, xuyên qua địa điểm tất cả đều tại Bạch Lạc Thành, cho nên ta suy đoán nếu như các ngươi cũng chạy tới Nam Thị, có lẽ lần sau xuyên qua địa điểm, cũng sẽ xuất hiện tại Bạch Lạc Thành. Tử Nhật Đông Lai phát ra một tin tức, đạo, Bạch Lạc Thành sinh hoạt kỳ thật cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, các loại đồ vật đồng dạng cần mình đi tranh thủ bất quá nghĩ tại Bạch Lạc Thành tìm việc làm, ta cũng có thể giới thiệu một chút. Quân nội lần nữa vì đó sôi trào. Tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên mong đợi. Tại Nam thì xuyên qua người đều xuất hiện ở Bạch Lạc Thành. Ngay tiếp theo Dương Phóng cũng là không khỏi ánh mắt chấp động. Bạch Lạc Thành. Nếu quả thật có thể thay đổi mình xuyên qua địa điểm, vậy liền không thể tốt hơn. Hắn bỗng nhiên ấn mở mua phiếu phần mềm, Trực tiếp mua một trương tiến về Nam thì cao thiết xa phiếu. Thời gian là sáng sớm ngày mai 10 giờ. Không quản là thật là giả, hắn cũng nên quá khứ thử một chút. Vạn nhất trở thành thật đây. Quân đội lần nữa bạo phát ra đủ loại nghị luận, sau đó tất cả thành viên cũng bắt đầu cấp tốc mua vé. Mỗi người đều mang lớn lao chờ mong. Ta nhớ được trước đó vân thị một tên, giống như chính là xuyên qua đến Hồng Tháp khu quần cư nói không chừng chúng ta cải biến thế giới hiện thực trụ sở, lần nữa xuyên qua, thật có thể xuất hiện tại cái khác địa phương. Phong thú khoa kỹ, hưng phấn mở miệng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 45 Thần chủng chi thuyết, lần nữa xuyên qua. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 45 Thần chủng chi thuyết, lần nữa xuyên qua sáng sớm hôm sau dương phóng chuẩn bị kỹ càng hành lý bình thường bước lên tiếng về nam thị vé xe từ bọn hắn phương thì chạy tới nam thị bình thường đường sắt cao tốc lữ trình chỉ cần một giờ mà thôi xuống xe về sau hắn trực tiếp đổi xe tàu điện ngầm tiến về vùng ngoại thành tại một chỗ vùng ngoại thành nhà khách bên trong ở lại bất quá vì để phòng vạn nhất hắn vẫn làm hai tay chuẩn bị cho dù ở tại nhà khách hắn cũng vẫn không có từ bỏ tu luyện qua kiếm pháp nội công thân pháp càng không ngừng đổi lấy tu luyện quân đội rất nhanh cũng lần nữa bạo phát ra các loại nghị luận cơ hồ tất cả thành viên đều đã chạy tới nam thị một số người lần nữa đề nghị lên tổ kiến hỗ trợ tiểu phân đội sự tình trong lúc nhất thời lần nữa đạt được đám người tán thành cùng hưởng ứng cục cảnh sát phương hướng đám người hành tung cũng không có giấu giếm được cảnh sát sáng sớm cảnh sát liền thông qua các loại đường tắt biết được trước mọi người hướng nam thị sự tình lần nữa lấy làm kinh hãi đám người kia đều hướng nam thị đi đều là vương đông lai hợp thành qua khoảng không phải sẽ đi mở cái gì niên hội a à. chẳng lẽ bọn hắn thật gây dựng bí mật gì tổ chức một đám thám tử hai mặt nhìn nhau liên tục mấy ngày bọn hắn có loại muốn cảm giác sắp phát điên rõ ràng cảm giác được đám người có vấn đề nhưng điều tra sau lại vẫn cứ phát hiện hết thảy bình thường coi như cưỡng ép điều tra đối phương cũng chỉ là nói hắn sẽ xuyên qua nhưng nếu làm cho đối phương xuất ra chứng cứ đối phương lại ấp úng không bỏ ra nổi tới đây quả thực là tượng tại cùng bọn hắn chơi mèo hí chuột trò chơi đồng dạng muốn hay không gọi điện thoại thông tri nam thì cảnh sát để nam thì bên kia tiến hành điều tra trương vĩ hỏi điều tra cái gì máu của bọn hắn kiểm nước tiểu kiểm toàn bộ bình thường, lại là ngồi đường sắt cao tốc đi, ngay cả bao đều bị điều tra, để Nam Thị bên kia dùng cái gì lý do đi thăm dò bọn hắn. Trương Minh Minh hỏi, chẳng lẽ chúng ta liền không hề làm gì? Trương Vĩ cười khổ nói, một đám thám tử tất cả đều im lặng. Trừ phi ngươi có thể chứng thực bọn hắn sẽ xuyên qua chân thực tính. Trương Minh Minh nói, nếu quả như thật có người có thể vừa đi vừa về xuyên qua, vậy tại sao bọn hắn không theo dị giới mang về ít đồ chứng minh một chút mà lại vì cái gì trong cảnh sát liền không có người xuyên qua trong phòng dương phóng toàn thân mồ hôi nóng thời khắc không ngừng như cũ tại toàn lực tu luyện thân pháp cùng bộ pháp từ khi đi tới nam thị về sau trương minh minh bên kia lần nữa tìm mình thông một lần điện thoại hỏi lung tung này kia giống như là ở giữa bạn bè quan tâm đáng tiếc dương phóng tập trung tinh thần đắm chìm trong trong tu luyện căn bản hoàng mỹ để ý tới hắn rất nhanh cũng đã cúp điện thoại mà lúc này giao lưu quân đội xuất hiện lần nữa một chuyện có người đề nghị tại nam thì gặp mặt thuận tiện thành lập ở hỗ trợ tiểu phân đội nếu không tiếp tục như vậy lỏng lẻo xuống dưới khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người tử vong tin tức vừa ra lập tức đã dẫn phát không ít người đồng ý trừ cái đó ra lại có rất nhiều người đưa ra lẫn tránh nguy hiểm phương pháp Tỷ như một khi bọn hắn phát hiện chuyển di nơi ở phương thức vô dụng như vậy không ngại tại vốn có trụ sở bí mật đào cái địa động chuẩn bị kỹ càng lương thực trực tiếp trên mặt đất trong động tránh cái mấy tháng chờ phía ngoài hỗn loạn quá khứ trở ra chính là quy tắc này đề nghị vừa ra lập tức để dương phóng rất là tán đồng từ khi xuyên qua đến nay hắn là không ngừng mà nghĩ lẫn tránh sự kiện kết quả vẫn là bị các loại sự kiện tấp nập tìm tới cửa thật giống như tráng đỉnh cái bóng đèn đi tới chỗ nào đều có thể bị phát hiện. Đã dạng này, vậy hắn không bằng đào cái địa động, trốn ở trong địa động, dạng này hắn không tin còn có thể bị phiền phức tìm tới. Nếu như lần sau vẫn là xuất hiện tại hắc thiết khu quần cư, như vậy sau khi trở về liền đào hang. Dương Phóng thầm nghĩ. Đồng thời, trong đầu của hắn còn có một cái khác lớn mật ý nghĩ. Đám kia kẻ ngoại lai hội tụ tại hắc thiết khu quần cư, vì chính là tìm kiếm bộ kia thần bí thú gia đồ nếu là hắn chế tạo mấy cái giả ném ra, không biết sẽ như thế nào. Cái này có thể không thể để cho bọn hắn xích mít đối với nhau, không rảnh bận tâm xung quanh người. Hắn sờ lên cầm, cảm giác tự hồ cũng có thể thử một chút. Đại lão, hỗ trợ tiểu phân đội chuẩn bị xuống buổi trưa thành lập, địa điểm ngay tại hồng lâu khách sạn, người tới hay không? Hai giờ chiều muốn đến đúng giờ trận, đúng, nam thì mấy người mặt càng người cũng sẽ đến, cùng chúng ta nhận thức một chút bỗng nhiên, địa sản tiểu hồ hồi hướng Dương Phóng phát tới tin tức. Dương Phóng nhìn thoáng qua, trực tiếp đáp lại quá khứ. Ta bây giờ còn đang nơi khác đi công tác, hoàng mỹ quá khứ, các ngươi đi trước đi. Vậy thì tốt, vậy chúng ta đi trước gặp mặt, đại lão đằng sau muốn gia nhập, có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Địa sản tiểu hồ hồi đáp lại nói. Dương Phóng để điện thoại di động xuống, trực tiếp rút ra đến trưa thời gian, bắt đầu luyện tập hội họa hắn đến dưới lầu tiệm văn phòng phẩm mua một sấp bản nháp giấy cùng một chi bút chì, một khối cao su, dựa theo trong đầu ký ức, vẽ lên tấm kia thần bí cổ đồ. May mắn tấm kia cổ đồ cũng không tính phức tạp, nói là đồ án, trên thực tế chỉ là một chút kỳ lạ ký hiệu mà thôi. Dương Phóng dựa theo ký ức, bắt đầu từng cái ký tự không ngừng mà luyện tập. Đến trưa thời gian, liền luyện được ra dáng. Nhưng cái này còn chưa đủ lấy đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng sau đó, hắn lại rút một ngày rưỡi, tiếp tục bắt chước, luyện tập, cánh tay đều luyện được tê dại, lúc này mới cảm thấy thoáng hài lòng. Sau đó, Dương Phóng lần nữa xa vào đến tu luyện quên mình bên trong. Vì đền bù trước đó lãng phí thời gian, hắn hiện tại mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ. Cũng may thế giới khác thời gian kéo dài, thế giới hiện thực thời gian cũng đang kéo dài. Đảo mắt đã đến ngày thứ 8, vẫn không có gặp qua trở về tiêu chí cái này khiến dương phóng trong lòng mừng rỡ không thôi có thế mùng xuyên qua một ngày hắn liền có thể phát thêm dục một ngày bất quá hắn ngày nghỉ lập tức liền muốn tới đầu vì kéo dài ngày nghỉ hắn trực tiếp cùng viện trưởng gọi điện thoại yêu cầu lần nữa kéo dài ba ngày viện trưởng bên kia mặc dù cảm thấy nghi hoặc nhưng vẫn là đồng ý dương phóng ngày nghỉ mà đúng lúc này quân nội lại phát sinh một việc nam thì người xuyên việt Tử Nhật Đông Lai, trực tiếp tại bầy bên trong bang bố một tin tức. Căn cứ tin tức đáng tin, đám kia kẻ ngoại lai tiến vào hắc thiết khu quận cư, có phải là vì chờ đợi một cái tên là thần chủng đồ vật, nhưng cái này thần chủng rốt cuộc là thứ gì, ta liền không được biết rồi, chỉ biết là muốn bắt giữ thần chủng nhất định phải cần dùng đến một loại đạo đồ, cái này đạo đồ chính là bọn hắn một mực tại tìm vật kia. Đúng rồi, còn có một tin tức, không biết là thật là giả nghe nói muốn để thần chủng nổi lên chỉ có hai loại phương pháp một loại phương pháp là tự nhiên chờ đợi chờ đến nó thành thục nó liền ra tới loại phương pháp thứ hai chính là lợi dụng phạm vi nhỏ huyết tế kia thần chủng nghe được mùi máu tươi tự nhiên là sẽ tăng nhanh thành thục chậm rãi nổi lên nhưng vẫn là câu nói kia coi như thần chủng xuất hiện không có đạo đồ cũng là không có khả năng bắt giữ vật kia sẽ trực tiếp bỏ chạy trừ phi trên người có đạo đồ dạng này mới có thể đem nó hấp dẫn tới. Cho nên, các vị có thể không trở về hắc thiết khu quần cư, tốt nhất đừng trở về, coi như trở về, đằng sau cũng sẽ càng thêm hỗn loạn, vạn nhất có nhân nhẫn chịu không nổi, muốn vận dụng huyết tế, khẳng định sẽ có đại lượng thân người chết. Thân chủng Dương phóng trong lòng ngưng tụ Đám kia kẻ ngoại lai like là vì thứ này. Mà hắn đạt được thần bí cổ đồ lại là dùng để bắt giữ thần chủng. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn suy nghĩ bay tán loạn. Toàn bộ quần nội lần nữa xôn xao. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, nghị luận âm ỉ. Thần chủng thật sẽ ở hắc thiết khu quần cư xuất hiện sao? Khá lắm, đây là tuyệt thế cơ duyên sao? Nguyên lai là dạng này, trước đó hắc thiết khu quần cư thế mà xuất hiện thứ này, cái này nếu như bị chúng ta đạt được, vậy còn không thượng thiên. Cái này thần chủng có thể làm gì? có thể để cho người ta thành tiên sao cụ thể làm gì dùng ta cũng không biết tóm lại đại gia tận lực đừng có lại trở về hy vọng lần nữa xuyên qua tất cả mọi người sẽ xuất hiện tại bạch lạc thành tử nhật đông lai đáp lại nói những ngày này bạch lạc thành giao lưu quần nội cũng đang bàn luận chuyện này cho nên hắn trực tiếp đem tin tức này phát đến cái này quần nội quần nội lần nữa bạo phát ra các loại nghị luận thời gian nhoáng một cái lại là hai ngày đám người đàm luận cơ hồ không có ngừng qua. Rất nhiều người đưa ra đối với thần chủng suy đoán, cũng có người toát ra một chút lớn mật ý nghĩ, nhưng cũng tiếc bọn hắn chỉ dám ngẫm lại mà thôi. Mà Dương Phóng lần nữa bình tĩnh lại, bắt đầu cố gắng tu luyện. Không quản kia thần chủng là cái gì, hắn đều phải làm hai tay chuẩn bị, bởi vì hắn cực kỳ hoài nghi, sau khi xuyên việc hơn phân nửa sẽ còn xuất hiện tại hắc thiết khu quần cư nếu như có thể dễ dàng như vậy liền cải biến xuyên qua địa điểm, như vậy trước đó sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Lúc chạng vạn tối. Thời gian vừa qua khỏi 7 giờ đồng hồ. Dương phóng cổ tay trái chỗ lần nữa truyền đến trận trận nóng rực. Không ngày không giờ 9 phút 59 giây. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 Nhẫn không thể nhẫn, khoái kiếm chi uy. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 46 Nhẫn không thể nhẫn, khoái kiếm chi uy trời đất quay cuồng. Thế giới lần nữa bắt đầu trầm luân, biến thành đen. Mang đến từng đợt khó tả mê muội cảm giác. Sau đó không lâu, Dương phóng miệng lớn thở hỗn hỉnh, lần nữa từ trên giường đứng dậy, đột nhiên mở hai mắt ra, hướng về nhìn bốn phía, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Nhưng cũng tiếc, hắn thất vọng nóc nhà cái bàn ngọn đèn bình phong hết thảy cùng trước đó cũng không có bất kỳ cái gì cải biến hắn như cũ tại vạn xuân trải như cũ tại hắc thiết khu quần cư cũng không có bởi vì hắn trong thế giới hiện thực chạy tới nam thị xuyên qua dị thế địa điểm liền phát sinh cải biến quả nhiên dương phóng thì thào quả nhiên sẽ không cải biến cái này cùng trò chơi là giống nhau thế giới trò chơi nhân vật tại tân thủ thôn như vậy không quản ngươi ở đâu đăng lục trò chơi, nhân vật ở bên trong đều sẽ xuất hiện tại tân thủ thôn. Trừ phi ngươi tại thế giới trò chơi rời đi tân thủ thôn. Hắn thở sâu, từ bỏ loại này không thiết thực dự định, sau đó lần nữa mở ra bản, tiến hành xem xét. Tại hắn mở ra bản thời điểm, trong thân thể lại lần nữa xuất hiện từng đợt khó tả tê dại cảm giác. Vô hình điểm kinh nghiệm lần nữa tại trong người hắn nhanh chóng tăng trưởng. Tính danh Dương Phong tuổi thọ. 21, 62 tuổi tu vi. Tứ phẩm 140, 150 tâm pháp. Dương Viêm quyết đại thành, 840, 840, Hắc hổ quyết tinh thông, 550, 600 võ kỹ. Tật Phong thập tam kiếm đăng đường nhập thất, 198, 500, Vô ảnh kiếm đại thành, 900, 1200, Đại phi phong trường pháp đăng đường nhập thất, 200, 500 đạp tuyết công đăng đường nhập thất, 131, 600, âm ảnh thân pháp đăng đường nhập thất, 288, 800, đồng trưởng công tinh thông, 121, 300, kỹ năng. Rèn sắc đại thành, 1, 800, ám khí tinh thông, 240, 600, chế độc tinh thông, 20, 400, tư chất. Rất có tiềm lực, 30, 60. Tứ phẩm đỉnh phong, xem ra tư chất của ta sau khi tăng lên tại thế giới hiện thực tăng trưởng điểm kinh nghiệm cũng càng nhanh. Dương Phóng tự nói. Dĩ vãng thời điểm, hắn tại thế giới hiện thực tu luyện nội công, một đêm cũng mới có thể gia tăng 4 điểm hoặc 5 điểm điểm kinh nghiệm. Nhưng bây giờ lại một lần bình quân một đêm tăng 20 điểm tả hữu. Một mặt là tư chất của hắn tăng lên mang tới hiệu quả. Một phương diện khác hẳn là hắn chuyển tu hắc hổ quyết nguyên nhân. Trước khi dương viêm quyết, chính là cấp thấp nhất tâm pháp, sinh ra điểm kinh nghiệm, tốc độ cực chậm, mà hắc hổ quyết lại là so dương viêm quyết mạnh lên 2-3 cấp độ công pháp. Cho nên tại sinh ra kinh nghiệm bên trên cũng càng nhanh. Đáng tiếc một mực không có tiền thay đổi, không phải há có thể kéo tới hiện tại. Dương Phóng thầm nghĩ. Hắn hiện tại nhiều môn võ học tiến vào đăng đường nhập thất cảnh giới, thậm chí có mấy môn đã đại thành. Hoàn toàn có thể ứng phó bất luận cái gì tứ phẩm đỉnh phong cao thủ, mà lại hắn ẩn ẩn cảm giác được bản một cái khác ẩn tàng công năng, không đơn giản chỉ là gia tăng độ thuần thục, mà lại có cường hóa võ kỹ tác dụng. Có ý tứ gì? Nói đúng là giống nhau võ kỹ, người khác tu luyện là một cái uy lực, mà hắn tu luyện lại là một cái uy lực, hắn tu luyện uy lực tại bản gia trì hạ bị tăng cường rất nhiều điểm này từ tật phong thập tam kiếm liền có thể nhìn ra. Tật phong thập tam kiếm là nhất bất nhập lưu võ kỹ, kết quả ở trong tay của hắn lại là trở nên hổ hổ sinh uy. Cho nên có loại này vô hình gia trị dưới, liền xem như ngũ phẩm cao thủ, hắn hiện tại cũng không phải không thể một trận chiến. Nhất là âm ảnh thân pháp, loại thân pháp này cơ hồ là trời sinh vì ám sát mà sinh. Dương phóng trong phòng đi lại, lần nữa nhìn không được đem đầu góp hướng cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Hắn tại thế giới hiện thực đi qua 10 ngày. Nhưng nơi này chỉ là một giờ. Không biết cái kia người dám thì hiện tại phải chăng còn tại. Dương phóng não hải mãnh liệt, một lát sau, cắn răng một cái, đem chuẩn bị trước tốt độc ám khí, khói độc lặng lẽ giả thành, lại tùy thân trang bảy tám túi vôi phấn, nhấc lên trường kiếm, mang lên mũ rộng vành, bắt đầu lặng yên từ gian phòng rời đi. Ra ngoài phòng về sau, hắn trực tiếp leo tường mà ra hướng về nơi xa ngõ rơi phóng đi cách đó không xa trên mái hiên hai cái bóng người lẳng lặng sừng sững một cái là vị kia người mặc màu đen trang phục lãnh diễm nữ tử ánh mắt rất lạnh sừng sững trong đêm tối một vị khác thì là vị kia đầu đội cao cái mũ gánh vác trường kiếm kiếm khách diện mục che lấp nhìn chăm chú lên dương phóng tung tích tâm lý đánh cờ thật đúng là một cái vất vả công việc nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta cũng sẽ không chờ lâu như vậy. Kiếm khách lạnh giọng nói. Thủ đến thiên khai gặp trăng sáng, phương thức như vậy mới an toàn hơn không phải sao? Màu đen trang phục nữ tử ngữ khí nhàn nhạt, đạo, nhân thế ở giữa có thật nhiều sự tình đều là dạng này, hắn cho là hắn ẩn tàng đủ cơ mật, kỳ thực tại một số người trong mắt, hành vi của hắn bất quá buồn cười mà thôi, đi thôi, đi qua nhìn một chút. Bọn hắn thân thể nhảy lên, trực tiếp hướng về Dương Phóng rời đi phương hướng nhanh chóng theo đuôi mà đi. Dương Phóng trên đường đi cực kỳ cẩn thận, chuyên chọn một chút trách nát hẻm nhỏ ghé qua, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại, tự hồ sợ có người theo dõi. Ngay tại mặt hành chi ở giữa, bỗng nhiên, một trận dị thường tiếng kêu thảm kinh khủng thanh âm từ nơi không xa vang lên. À, ngay tại cắm đầu tiếng lên dương phóng trong lòng giật mình, tiếp lấy cảm giác được trước ngực mình hai khối tịch tà ngọc suy suy rung động, bắt đầu cấp tốc nóng lên, như cùng chỗ tại trong liệt hỏa đốt cháy đồng dạng. Bốn phương tám hướng trong ngõ nhỏ toát ra một cổ khí tức âm sâm. Tạ Linh Hắn vội vàng tăng tốc bước chân, hướng về nơi xa nhanh chóng hướng về đi. Sau lưng ngay tại theo đuôi màu đen trang phục nữ tử, kiếm khách cũng tất cả đều biến sắc, sau đó lần nữa hướng về dương phóng thân thể nhanh chóng đi theo. Bọn hắn đã có thế từ bạch lạc thành đuổi tới hát thiết khu quần cư, trên thân tự nhiên đều là có tịch tà ngọc. Dương Phóng vừa mới xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, biến sắc, thân thể đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp ngõ nhỏ cuối cùng, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh, toàn thân trên dưới âm trầm, mặc một bộ rách rưới trường sam màu đen, khuôn mặt trắng bệt, lẳng lặng đứng ở đó, không nhúc nhích, khóe miệng mang theo từng tia từng tia quỷ mị tiếu dung, hướng về hắn xa xa trong lại. Từng đợt một nát khí tức âm lãnh, liên tục không ngừng từ đối phương thân thể đánh tới. Hai bên vách tường đang nhanh chóng bông ra từng màn, mọc đầy cỏ sĩ rêu, giống như là kinh lịch tuế nguyệt biến thiên. Hì hì ha ha. Bỗng nhiên, một trận quỷ dị tiếng cười truyền ra. Từ lão nhân kia bên người chậm rãi đi ra một người mặc màu đỏ cái yếm anh hại, nở nụ cười, chỉ có kích thước lớn nhỏ, toàn thân làn da như là cây khô da, một chút ngồi ở lão nhân trên bờ vai. Dương phóng trong lòng thầm mắng, liền vội vàng xoay người liền đi, thay cái ngõ nhỏ, lao nhanh ra sau lưng âm thầm theo tới hai người khác cũng đều chú ý tới cái này tà linh tồn tại sắc mặt biến hóa không nói một lời tiếp tục hướng về dương phóng theo đuôi mà đi giờ khắc này bọn hắn tất cả đều lựa chọn đối cái này hai con tà linh làm như không thấy Ý vào trên người có tịch tà ngọc từ nơi này nhanh chóng xuyên qua lão nhân kia cùng hài nhi lộ ra nồng đậm tiếu dung con mắt xanh biếc trơ mắt nhìn bọn hắn tự mình cách đó không xa lướt qua Dương Phóng liên tục xuyên qua bảy tám cái ngõ nhỏ, trực tiếp nhanh chóng lướt vào một chỗ trong miếu đổ nát. Chờ chút. Lãnh diễm nữ tử đột nhiên ngăn lại đồng bạn, lạnh như băng nói, cẩn thận một chút. Nàng bỗng nhiên nhắm hai mắt, tiến hành cảm ứng. Một lát sau, đôi mi thanh tú nhíu một cái, ánh mắt đột nhiên mở ra, đạo, chỉ có hắn một cái, đi. Nàng trực tiếp tăng thêm tốc độ, hướng về miếu hoang một chỗ xương phòng nhanh chóng lao đi. Bên người kiếm khách cũng lập tức đi theo. Cút ra đây. Lãnh diễm nữ tử tiện tay vỗ tới một chưởng, răng rắc một tiếng, cửa gỗ chia năm xẻ bảy, thân thể nhanh chóng hướng về qua. Nhưng ngay tại nàng đập nát đập nát cửa gỗ sát na. Mấy chục mai độc châm lấy thiên nữ tán hoa trạng trực tiếp hướng về hai người bọn họ thân thể nhanh chóng tập kích mà đi, lít nha lít nhít. Kiếm khách tốc độ phản ứng cực nhanh, cơ hồ những này độc châm vừa mới vừa xuất hiện, trường kiếm trong tay của hắn liền đã xuất võ, như đồng hóa vì một mảnh quỷ dị màn sáng, kín không kẻ hở, đem tất cả độc châm toàn diện đánh bay. Nhưng mà những này độc châm vừa mới bị đánh bay, liền có bảy tám cái túi vôi phấn cấp tóc quay đầu vẫy xuống. Cùng lúc đó, dương phóng thân thể hóa thành bóng ma, giống như là cùng bóng tối bốn phía hòa làm một thể, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh tức, lấy vô ảnh kiếm hướng về kia danh kiếm khách nhanh chóng công tới. Giờ khắc này, vô ảnh kiếm cùng âm ảnh thân pháp đơn giản phối hợp dị thường hoàng mỹ để cho người ta nhìn không thấy mảy may tung tích kiếm khách thần sắc biến đổi cảm thấy được bóng ma bao phủ mà đến một tay che khuất hai mắt phòng ngừa vôi phấn tiến vào con mắt một cái tay khác trực tiếp lấy một loại cao thâm kiếm pháp cấp tốc hướng về trước mắt bóng ma cực tóc chọn đi một sát na trực chỉ bóng ma bảy tám cái yếu hại nhưng cũng tiếc hắn tất cả công kích đều trực tiếp từ bóng ma này bên trong xuyên thấu quá khứ hoàn toàn hư không dùng sức. Thật giống như đâm vào trong không khí đồng dạng. Không được. Kiếm khách trong lòng giật mình, tiếp lấy cảm giác được cái cổ nhói nhói, huyết dịch khắp người rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp dọc theo cái cổ ra bên ngoài điên cùng phun ra, theo cùng một chỗ phun ra còn có hắn toàn thân tất cả lực lượng. Kiếm khách trong lòng hoảng hốt. Ta lúc nào trúng kiếm. Thật nhanh kiếm pháp. Phu phu. Thân thể của hắn rút lui mà ra, trực tiếp ngửa mặt ngã quỵ, máu tươi như mưa. Liên tục không ngừng từ cổ của hắn vẫy ra, như là cỡ nhỏ suối phun đồng dạng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 47 Tối nay bề bộn nhiều việc. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 47 Tối nay bề bộn nhiều việc. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực tất cả đều là trong nháy mắt phát sinh. Từ độc châm bay ra, đến vôi phấn vẫy xuống, lại đến kiếm khách ngửa mặt ngã quỵ, cộng lại không đủ hai giây. Đại thành vô ảnh kiếm, vô luận là uy lực cùng xuất kiếm tốc độ đều đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Màu đen trang phục nữ tử mới vừa vặn xua tan vôi phấn ảnh hưởng, liền phát hiện tình cảnh như vậy, đồng tử đột nhiên co lại, khó có thể tin. Cao lắm. Nàng phát ra kinh uống nhưng rất nhanh dương phóng thi triển âm ảnh thân pháp đen sì một mảnh mơ hồ không chừng trực tiếp hướng về màu đen trang phục nữ tử cấp tốc lướt đến màu đen trang phục nữ tử hai tay vung lên xuất hiện hai cái bén nhọn chủy thủ mang theo từng đợt ngân quang nhanh chóng quơ múa keng 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 từng đợt thanh thúy tiếng kim loại va chạm không ngừng vang lên hỏa tinh bắn tung tóe nàng thế mà không nhận âm ảnh thân pháp bất kỳ ảnh hưởng gì có thể rõ ràng nhìn thấy Dương Phóng tung tích. Dương Phóng đột nhiên hiểu được. Nàng này tinh thông tâm linh cảm ứng, tất nhiên là lực lượng tinh thần viễn siêu thường nhân, cho nên có thể tự bóng ma bên trong cảm giác mình chân thực tung tích. Trong tay hắn kiếm pháp đột nhiên tăng nhanh. Đại thành vô ảnh kiếm như là gió táp mưa rào, lấy một loại xảo trá đáng sợ quỷ dị đường công, nhanh chóng hướng về màu đen trang phục nữ tử đánh tới. Màu đen trang phục nữ tử trong lòng kinh hải, thân thể liên tục trút lui, như cùng chỗ tại một mảnh trận bảo vây công phía dưới. Kinh khủng kiếm thế hoàn toàn để nàng không thở nổi. Nàng chưa hề nghĩ tới có người kiếm pháp có thể khủng bố như thế. Cho dù nàng cảm ứng chi lực kinh người, liều mạng huy động chủy thủ ngăn cản, hai tay, trước ngực yên nguyên bị đối phương trường kiếm quẹt làm bị thương. Cứ thế mãi, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là ai? Là trước kia cái kia trưởng quỷ vẫn là nói có những người khác mai phục ở đây, chuyên môn đối phó mình. Màu đen trang phục nữ tử đã hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, chỉ muốn từ đối phương kinh khủng như mưa kiếm pháp bên trong trốn được tính mệnh. Nhưng Dương Phóng đột nhiên tay trái bung ra, lại là hơn 10 cây độc châm cấp tóc bay đi, lít nha lít nhít, để cái này màu đen trang phục nữ tử dọa đến vải cả linh hồn. Khoảng cách gần như vậy, nàng cho dù chủy thủ vung vẫy như gió, yên nguyên muốn tránh cũng không được. Hèn hạ! phốc 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 phốc. Một chút có bảy, tám cây độc châm xuyên thấu thân thể của nàng. Nồng đậm kịch độc bộc phát, để nàng thân thể lão đảo, bước chân phụ hư, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Chờ chút. Phốc phốc. Vừa dứt lời, một thanh sáng như tuyết trường kiếm trong nháy mắt xẹt qua, để nàng thân thể dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm đi, trong tay hai cái bén nhọn chủy thủ cũng trực tiếp rơi xuống trên mặt đất tại cổ của nàng phía trên trực tiếp xuất hiện một đầu tinh tế tơ máu, ra bên ngoài thẩm thấu máu tươi, một lát sau nghiêng đầu một cái, lăn xuống trên mặt đất. Dương phóng động tác dừng lại, toàn thân trên dưới mồ hôi lâm ly, lồng ngực chập trùng, thật lâu mới đưa trong phổi khí thải phun ra, ánh mắt nghiêm nghị, tại cái này lãnh diễm nữ tử cùng kiếm khách trên thân nhanh chóng lục soát sờ tới sờ lui. Một lát sau, trực tiếp tại hai người này trên thân tìm tới hai khối tịch tà ngọc. Còn có hai túi tiền, bên trong các trang hai tán toái bạc. Cộng thêm một chút đồng tiền, bình thuốc loại hình. Dương Phóng thu hồi những vật này, một bước không ngừng, trực tiếp hướng về ngoài miếu lao đi. Đêm nay, hắn tuyệt đối sẽ bề bộn nhiều việc. Chỉ giết hai người kia cũng không thể giải quyết cái gì. Bọn hắn hết thảy bốn người, còn có còn lại hai người nhất định phải giải quyết, nếu không đến tiếp sau phiền phức tất nhiên sẽ còn không nhỏ. Dương Phóng ánh mắt rất lạnh, trường kiếm nhỏ máu, trong lòng đã không có bất luận cái gì e ngại. Nhưng ngay tại hắn vừa ra miếu hoang, bỗng nhiên, trước ngực vị trí bốn khối tịch tà ngọc đồng thời bắt đầu rung động, truyền đến từng đợt nóng rực cảm giác nóng bỏng. Trong lòng hắn giật mình, thân thể bỗng nhiên dừng lại. Chỉ gặp ở ngoài miếu vị trí, trước đó vị kia quỷ dị lão nhân xuất hiện lần nữa. Một mặt da đốm mồi, quần áo trên người rất là trách rưới, trên mặt gạt ra tà mị tiếu dung, hướng về hắn xa xa nhìn tới tại lão nhân kia trên bờ vai, vì kia quỷ dị đồng tử, cũng là trên mặt tiếu dung, vỡ ra trống rỗng miệng, hướng về Dương Phóng nhìn lại. Dương Phóng lông tơ đứng vững, nhưng ý có bốn khối tịch tà ngọc mang theo, quay người liền đi, hướng về một phương hướng khác nhanh chóng hướng về đi. Cái này hai con tà linh để mắt tới mình rồi. Đáng chết. Bọn chúng sao dám? Trên người mình có tịch tà ngọc, bọn chúng cũng dám như thế. Mà lại, cái này hai tôn tà linh là phía trước nửa đêm xuất hiện hì hi hì hi ha ha đứa bé kia phát ra quỷ dị tiếng cười xa xa nhìn xem dương phóng dương phóng một hơi xông ra bảy tám đầu hẻm nhỏ mới thoát khỏi sau lưng loại kia rùng mình cảm giác sắc mặt hắn khó coi lần nữa nhìn không được hướng về hậu phương nhìn thoáng qua trong ngực bốn khối tịch tà ngọc nhiệt độ đã bắt đầu chậm rãi hạ xuống điều này nói rõ kia hai tôn tà linh cũng không cùng tới hắn từ trong ngực lấy ra bốn khối tịch tà ngọc cẩn thận ngắm nghía mông lung dưới đêm trăng cũng không thể nhìn ra cái này bốn khối tịch tà ngọc đến cùng có hay không bị tổn thương bất quá chỉ cần không phải xuất hiện phạm vi lớn vết trạng đã nói lên lực lượng của đối phương cũng không thể tổn thương đến hắn dương phóng trong lòng quyết tâm cắn răng một cái từ trong ngực lấy ra một trương sớm chuẩn bị tốt bạch sắc không mặt mũi cổ đeo ở mặt phía trên hắc hổ ban tổng bộ oanh ca yến hót. Một mảnh vui vẻ. Trong phòng, bảy tám cái người mặc sa mỏng nữ lang đang phát ra thét lên, chạy tới chạy lui. Khôi ngô đại hán ngô tôn, thân trên trần trụi, trong miệng cười to, hai mắt được thật dày khăn vải, trong phòng đánh tới đánh tới. Ha ha ha, không được chạy, đều không cần chạy, nhanh tới đây cho ta. Bên ngoài, hắc hổ bang bang chủ triệu hắc hổ, sắc mặt tái nhợt, thương thế chưa hồi phục cách giấy dán cửa sổ, hướng về mông lung gian phòng nhìn lại, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một đám tiện nhân, ta còn chưa có chết đâu, tiện nhân, tiện nhân. Bọn này tiện nhân đều là tiểu thiếp của hắn. Kết quả giờ khắc này, lại ở trước mặt của hắn làm ra chuyện thế này. Hắn đơn giản muốn một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nhưng nghĩ đến cái này khôn ngô đại hán kinh khủng thế lực, hắc hổ ban ban chủ lập tức trong lòng đắng chát tất cả lửa giận đều tan thành mây khói trong đầu trở nên một mảnh lạnh buốt hắn muộn thanh muộn khí trực tiếp quay người rời đi lựa chọn mắt không nhìn tâm không phiền lại toàn vẹn không có chú ý tới viện lạc bóng ma bên trong đã sớm xuất hiện một cái quỷ dị bóng người như là cùng bốn phía hắc ám hoàng mỹ dung hợp lại cùng nhau vô thanh vô tức chính là dương phóng hắn vì giải quyết triệt để phiền phức bí quá hóa liều tiến vào hắc hổ bang giờ phút này liền rơi vào triệu hắc hổ không xa, triệu hắc hổ lại không cách nào phát hiện hắn. Cái này đều nói rõ hắn hiện tại âm ảnh thân pháp chỗ cao minh. Trơ mắt nhìn xem triệu hắc hổ cắn răng nghiến lời rời đi, dương phóng nhưng không có bất kỳ cử động nào. Thẳng đến lại qua chung trà thời gian về sau, dương phóng mới thận trọng tiếp cận đến khôi ngô đại hán gian phòng bên ngoài, hắn dùng ngón tay thấm ướt nước bọt, nhẹ nhàng xuyên phá giấy dán cửa sổ, lấy ra một ống mê hương, thần trọng hướng về bên trong thổi đi. Không cầu thật có thể mê đảo ngũ phẩm cao thủ. Chỉ cầu đối phương chịu ảnh hưởng, động tác chậm chạp. Cứ như vậy, hắn khoái kiếm liền dùng đất dụng vỏ. Ừm. Ai? Tại hắn mê hương vừa thổi ra không bao lâu, bỗng nhiên, gian phòng bên trong truyền đến một đạo kinh uống, ngô tôn đột nhiên quay đầu, ánh mắt băng hàng, trong lúc đó cùng sông mà đến, một chưởng hướng về dương phóng chỗ khu vực hung hăng đánh tới cút ra đây. Răng rắc. Toàn bộ cửa phòng đều bị hắn kinh khủng chưởng lực tại chỗ chấn động đến chia năm xẻ bảy. Như là bị xe pika đụng đồng dạng. Nhưng chờ đợi hắn trực tiếp là lít nha lít nhít mấy chục đạo độc châm. Dương phóng thân thể hóa thành bóng ma, cơ hồ cùng hắc ám dung hợp, điên cuồng phát xạ ám khí. Ngoài trừ độc châm bên ngoài, còn có độc tiêu, độc chù y, trong sắc. Tất cả đều là hắn để khôi ngô đại hán chuẩn bị nhưng khôi ngô đại hán tu vi không thể làm không khủng bố, vừa nhìn thấy đông đảo ám khí phát xạ mà đến, chợt quát một tiếng, hai tay huy động, kinh khủng khí kình thấu thể mà ra, đem những này độc châm, độc tiêu, độc chủ y tất cả đều đập bay ngược mà ra. Các loại ám khí căn bản không vào được hắn thân. Vô danh bọn chuột nhắc, cút cho ta đến. Ngô tôn hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên cầm ra, khí kình gào thét. Dương phóng đột nhiên rút ra trường kiếm, như là tàn ảnh, phối hợp với âm ảnh thân pháp, hướng về ngô tôn thân thể nhanh chóng công kích mà đi Ngô tôn ngũ phẩm tu vi quả nhiên rất khủng bố Dù là không có đập tới Dương Phóng, nhưng là kinh khủng khí kình yên nguyên chấn động đến hắn thân thể tê dại Cũng may Dương Phóng khoái kiếm cũng không phải ăn chay, ép đối phương liên tục trốn tránh, không dám vào bước quá ác Cùng lúc đó, Dương Phóng nắm lấy cơ hội, bỏ lớn vôi phấn vẫy xuống mà đi Làm càng ngô tôn trống to, chấn động đến ngói nóc nhà đều tại rì rào rung rẩy. Hắn trưởng lực mạnh hơn, song trưởng giao nhau, hướng về trước mắt bóng ma luyện một chút vỗ tới, vôi phấn bị chấn động đến khắp nơi đều là. mãnh liệt động tỉnh, rất nhanh kinh động đến toàn bộ hắc hổ bang. Vừa mới rời đi không lâu triệu hắc hổ, sắc mặt kinh sợ, mang theo lưu trưởng lão, tàu trưởng lão bọn người nhanh chóng chạy đến. Ngô tôn trong lòng đại hỷ, ầm ý hét lớn, triệu ban chủ, mau mau cho ta vây quanh tên này đạo chích. Nhưng vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên trước mắt biến thành màu đen, trong đầu truyền đến nồng đậm mê mùi, bước chân phù hư, ngay cả lỗ tai cũng biến thành ông ông tác hưởng. Tự hồ đột nhiên ù tai đồng dạng. Trong lòng hắn giật mình. Ta lúc nào trúng độc. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 48 Thông Thiên Giáo Chủ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 48. Thông Thiên Giáo Chủ. Khôi Ngô Đại Hán trong lòng kinh hãi, thân thể không bị khống chế đung đưa, không chỉ có trước mắt biến thành màu đen, lỗ tai cũng nhận ảnh hưởng. Càng mấu chốt chính là, hắn phát hiện theo vận chuyển nội khí, loại kia kịch độc thẩm thấu càng nhanh, là độc khí. Trong lòng hắn kinh sợ, lần nữa hét lớn, Triệu Ban Chủ, nhanh chóng giúp ta! phốc phốc phốc. Dương phóng thân hóa bóng ma, từ một bên nhanh chóng đánh tới, thấy hết như điện, hướng về ngô tôn thân thể cực tốc đâm tới, tại ngô tôn cùng lúc lưu lại nhiều đạo vết thương. Ngô tôn liều mạng cứng trắng chịu mấy kiếm, đột nhiên xông ra, một phát bắt được dương phóng trường kiếm, một cái tay khác huy động chưởng lực, tiếp tục hướng về bóng ma bên trong hung hăng vỗ tới, sắc mặt hung ác, đánh lấy đồng quy vu tận ý nghĩ. Dương Phóng bị hắn bắt lấy trường kiếm, thân thể lóe lên sớm đã trong nháy mắt buông ra chui kiếm sau đó rút ra một cái khác miệng trường kiếm thân thể vặn vẹo kiếm quan lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ từ ngô tôn cái cổ trong nháy mắt chọn qua ngô tôn thì lực biến thành màu đen rõ ràng nhạy cảm cảm thấy được nguy hiểm đánh tới muốn liều mạng bảo vệ cái cổ nhưng vẫn là động tác chậm một bước phốc phốc chỗ cổ trực tiếp truyền đến nhói nhói cảm giác tiếp lấy từng mảnh từng mảnh mềm mại chất lỏng sền sệt từ cổ của hắn bên trong nhanh chóng tuôn ra. Thân thể của hắn lung la lung lay, sắc mặt sợ hãi, cấp tốc đánh ra trước ra ngoài, lập tức quỳ ở trên mặt đất phía trên, bàn tay gắt gao che cái cổ, lòng tràn đầy hải nhiên, có thể rõ ràng cảm giác được toàn thân trên dưới lực lượng trôi qua. Ai? Là ai giết mình? Mình thế nhưng là ngũ phẩm. Dương phóng mày nhăn lại, nhìn thấy đối phương, còn không muốn ngã xuống tiện tay lại là mấy phát độc châm kích xạ tới phốc 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 độc châm đánh vào ngô tôn phía sau lưng bên trong không có thể mà vào để hắn rên lên một tiếng thê thảm rốt cuộc kiên nhìn không được trực tiếp ngã nhào xuống đất chỗ cổ máu tươi điên cùng phun ra triệu hắc hổ lưu trưởng lão tào trưởng lão bọn người tất cả đều một mặt kinh hãi nhìn về phía cách đó không xa dương phóng ngươi ngươi là người phương nào Triệu Hắc Hổ kinh ngạc nói. Dương Phóng trên mặt bạch sắc không mặc mũi cổ, một thân màu đen áo khoác, trong tay nắm lấy nhúm máu trường kiếm, ánh mắt hờ hững, thanh âm khàn giọng, tay kia cầm nhuyễn tiên gia họa ở đâu? Triệu Hắc Hổ trong nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói, đối phương đi noãn hương lâu, mấy ngày nay đều ở nơi đó qua đêm. Noãn hương lâu. Dương Phóng trong lòng cười lạnh, liền muốn hành động, bỗng nhiên lần nữa công người, tại ngô tôn thân thể bên trong nhanh chóng lục soát sờ tới sờ lui hắn cũng sẽ không tiện nghi triệu hắc hổ bọn người không ngoài dự liệu quả nhiên lần nữa tìm tới một khối tịch tà ngọc một túi bạc vụn chờ một chút hảo hán có thể lưu lại danh hào nếu không đối phương bằng hữu tìm đến chúng ta không cách nào bàn giao triệu hắc hổ vội vàng mở miệng thông thiên giáo chủ dương phóng thân thể nhảy lên đạp tuyết công thi triển cấp tốc rời đi nơi này. Có năng lực liền đi tìm đi thôi. Thông thiên giáo chủ. Triệu Hắc Hổ, Lưu Trưởng Lão, Tào Trưởng Lão tất cả đều trong lòng giật mình, liếc nhau. Muốn hỏi thăm đối phương có biết hay không cái danh hiệu này. Nhưng hiển nhiên bọn hắn tất cả đều thất vọng. Không có một cái nào nghe nói qua. Ngũ phẩm cao thủ bị giết. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Tào trưởng lão ngữ khí thì thào, thẳng trùng mình. Trước đây không lâu đối phương bốn người quét ngang bọn hắn toàn bộ bang phái. Nhất là cái này khôi ngô đại hán, chưởng lực mạnh, đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Ngay cả ban chủ của bọn hắn cũng không qua được mấy chiêu. Nhưng bây giờ lại thay nằm nơi này. Nơi xa đêm tối. Dương Phóng ngay tại trước chạy thân thể đột nhiên dừng lại, tại thể nội không ngừng mà vận chuyển nội công, dùng sức thở ra khí thải, chỉ cảm thấy ngực đau đớn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trong lòng hắn nghiêm nghị. Ngũ phẩm cao thủ quả nhiên đáng sợ. Cho dù có âm ảnh thân pháp phụ trợ, đối phương mạnh mẽ chưởng lực y nguyên bộ ngực hắn đau đớn. Nhất là cuối cùng đối phương liều chết một kích, kém chút đánh trúng chính mình. Nếu không phải hắn chuẩn bị hai thanh trường kiếm, nếu không phải hắn trong khoảng thời gian này tinh nhiên kịch độc, nếu không phải hắn tu luyện âm ảnh thân pháp, nếu không phải hắn tiên hạ thủ vi cường hôm nay tất nhiên nguy rồi. Dương Phóng càng thêm rõ ràng không thể coi thường trong thiên hạ bất luận cái gì cường giả. Sau đó, hắn một đường hướng về noãn hương lâu tiến đến. Kết cục không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cầm trong tay Nguyễn Tiên Nam tử mặc dù tính cảnh giác mười phần, nhưng ở Dương Phóng cố ý đánh lén phía dưới, vẫn là rất nhanh bị khoái kiếm hoạch bên trong, ở trên người lưu lại hơn mười đạo vết thương, cuối cùng bị một kiếm từ cái cổ đảo qua dương phóng như thường lệ lục soát xong thân thể của hắn bay thẳng thân rời đi biến mất tại từ từ trường dạ bên trong quán rượu hoàn toàn đại loạn vạn xuân trải bên trong dương phóng rốt cục thuận lợi trở về vừa mới trở về liền đem mặt nạ lấy xuống chôn ở lòng đất sau đó cởi y phục xuống ném vào chậu thang lập tức đốt cháy hắn đem bốn cái túi tán toái bạc tất cả đều ngã xuống trên mặt bàn lít nha lít nhít cộng lại tối thiểu năm 62. Nhìn một cái, để cho người ta hoa mắt thần trì. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Dương phóng thì thào. Hắn bỗng nhiên đem trên người sáu khối tịch tà ngọc toàn bộ lấy ra, đối ngọn đèn cẩn thận quan sát. Một lát sau, trong lòng hắn giật mình, chỉ gặp trong đó ba khối đều đã xuất hiện từng đạo cực kỳ nhỏ khe hở. Chẳng lẽ là trước kia tà linh? Trước đó nữ tử kia cùng kiếm khách một đường truy kích mình, bị tà linh để mắt tới, từ tà linh cách đó không xa rời đi. Một khắc này, trên người hắn tịch tà ngọc tử phát nhiệt nóng lên, tự như là hòa tan đồng dạng. Đối phương hai người khẳng định cũng là cũng giống như mình cảm giác. Cho nên cái này ba khối tịch tà ngọc là vào lúc đó xuất hiện tổn thương. Khi hai cái tà linh nhất định so ta trước đó gặp phải bất luận cái gì một con đều muốn đáng sợ. Phải biết tịch tà ngọc quy lực là hát tinh thạch gấp ba bốn lần kết quả ngay cả tịch tà ngọc cũng xuất hiện khe hở. Có thể nghĩ trên người đối phương oán khí chi trọng. Trong lòng hắn cảnh giác, cẩn thận sắp xếp gọn tịch tà ngọc, bảo đảm sáu khối tịch tà ngọc thời khắc bất ly thân, sau đó lại đem những bạc này cũng cẩn thận nắp kỹ. Sau đó, Dương Phóng bắt đầu suy tư bước kế tiếp nên làm cái gì? Một lát sau, hắn trực tiếp chạy tới tiền đường, tiện tay tìm một chút gia thú ra, sau đó về đến phòng, điều phối thuốc màu, đem từng khối da thú cắt mây thành giống như đạo đồ lớn nhỏ hình dạng, nhúng lên màu bạc thuốc màu, bắt đầu ở da thú bên trên chậm rãi viết ra từng đạo bùa chú màu bạc. Không cầu có thể đạt tới dĩ giả loạn chân tình trạng. Chỉ cầu có thể ngắn mũi hấp dẫn hỏa lực liền có thể. Đợi đến giả cổ đồ chế tạo hoàn tất, hắn liền quyết định đào sâu địa động, tuyệt không lại lẫn vào bất cứ chuyện gì kiện. Một đêm cấp tốc vượt qua. Sáng sớm hôm sau. Một tin tức tại phường thị lưu truyền, dẫn phát đám người giật mình. Tối hôm qua có mấy tên kẻ ngoại lai bị giết. Trong đó một vị vẫn là ngũ phẩm cao thủ. Nghe nói là thông thiên giáo chủ giết, hắn ban đêm xông vào hắc hổ ban, tại hắc hổ ban trùng điệp vây quanh phía dưới, giết chết vị kia ngũ phẩm cao thủ, thực lực đơn giản đáng sợ. T. Ngũ phẩm cao thủ A. Thông thiên giáo chủ, đây là người nào, chẳng lẽ cũng là một vị kẻ ngoại lai giống như chưa từng nghe qua. Khẳng định là ngoại lai, chúng ta khu quần cư có mấy cái ngũ phẩm cao thủ. Đám người nghị luận. Một phương hướng khác. Một chỗ tường đất trong tiểu viện. Bảy tám tên hẹn ở chỗ này tự mình gặp mặt lam tinh người, hai mặt nhìn nhau, trong lòng giật mình. Thông thiên giáo chủ. Hắn giống như chúng ta chẳng lẽ cũng là người xuyên Việt. Hẳn là không chạy, thế giới này sẽ không như thế xảo có loại này trùng tên nhân vật a à? mã mẹ nó nếu là hắn giống như chúng ta đều là người xuyên việt đây chẳng phải là nói hắn cũng là ngũ phẩm cao thủ đại lão đây tuyệt đối là siêu cấp đại lão ngũ phẩm người xuyên việt đây cũng quá đáng sợ nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ đối phương như vậy một đầu đùi nếu có thể ôm vào sau này liền ăn uống không lo đối phương rất có thể không có vào bầy chờ trở về sau ta lại tìm người hỏi thăm một chút nếu thật là có thể tìm tới đối phương, sau này liền phát. Ngũ phẩm người xuyên Việt A Một đám lam tinh người thần sắc phấn chấn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 49 Đào sâu động, tích lương nhiều, ít lộ diện. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 49 Đào sâu động, tích lương nhiều, ít lộ diện sáng sớm. Dương Phóng liền bắt đầu công việc lưu bù lên, chào hỏi lên vạn xuân trải một đám hỏa kế, hỗ trợ đào hang. Hắn chuyên môn chọn lấy một cái trống trải gian phòng, đem cửa hang đào cực sâu. Vì càng nhanh đào ra mình muốn tránh hiểm địa điểm, hắn càng là cầm trong tay thủng sắt, tự mình gia nhập trong đó. Xe xe thổ nhưỡng không ngừng bị người chuyên chở ra ngoài, khuynh đảo tại hậu viện vườn hoa bên trong. Ngắn mũi cho tới trưa, tại mọi người đồng lòng phía dưới, đã đào ra một cái sâu đạt 7-8 mét, chiếm diện tích 6-7 mét hố to. Nhưng cái này còn xa xa không đủ để thỏa mãn dương phóng cần. Hắn chuẩn bị đào hang 10 mét sâu. Sau đó trong động lại móc ra mấy cái rộng rãi gian phòng, lưu lại mấy cái lỗ thông hơi, tiếp xuống nửa tháng, hắn đều sẽ tại lòng đất vượt qua. Không quản bên ngoài xảy ra chuyện gì, hắn đều thề cũng không tiếp tục lộ diện mảy may. Bởi vì chính mình loại này gây tai họa thể chất, một khi lộ diện, không biết lại sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Chưởng quỷ, cái này thật có hiệu quả sao? Hoa đại phu nhìn không được hỏi. Chỉ cần đào khẳng định có dùng, hai vị đại phu tốt nhất cũng trở về nhà đào hang, cam đoan phía dưới an toàn lại ấm áp. Dương Phóng mở miệng. Hoa đại phu, vương đại phu hai mặt nhìn nhau. Lúc xế chiều. Tổng bộ lưu trưởng lão lần nữa chạy tới vạn xuân trải bên trong. Sau khi thấy đường một màn về sau, sắc mặt hắn khẽ giật mình. Các ngươi đang làm gì? Chưởng quỷ đây này. Lưu trưởng lão đột nhiên quát. Một đám hỏa kế lúc này lộ ra bối rối chi sắc. Tại cái này, ta tại đây. Cửa hang phía dưới truyền đến dương phóng mơ hồ thanh âm. Lưu trưởng lão tăng tốc bước chân, nhanh chóng đi hướng gian phòng, nhìn thấy một cái đen nhánh cửa hang, lập tức thần sắc giật mình, sau đó cúi người nhìn lại, rốt cục tại cửa đồng phía dưới, thấy được dương phóng tung tích dương đạo ngươi đang làm gì đâu lưu trưởng lão giật mình nói dương phóng thả ra trong tay thủng sắt trực tiếp dọc theo dây thừng hướng về phía trên phí sức bò lên một mặt bùn đất vết tích mở miệng nói ta đang đánh động hiện tại khu quần cư loạn như vậy không chừng ngày nào đó người liền không có cho nên ta cẩn thận nghĩ tới trực tiếp đánh cái mười mấy mét sâu động chuẩn bị chút lương thực loại hình trong lòng đất ở lại mấy tháng chờ hỗn loạn thoáng qua một cái trở ra khẳng định như vậy sẽ an toàn rất nhiều lưu trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ cũng thế hắn làm sao không nghĩ tới đánh cái động ở bên trong ở lại mấy tháng ai có thể làm gì mình cái này cửa hang đào sâu như vậy sẽ không sập sao hắn mở miệng hỏi sập ngược lại sẽ không sập chỉ cần phía dưới đánh cho đủ lớn là được bất quá điều kiện tiên quyết là nhất định không thể dính vào khí ẩm dương phóng đáp lại lưu trưởng lão lộ ra vẻ tò mò lúc này chuẩn bị thăm một chút dương phóng đánh địa động hắn thuận dây thừng xuống dưới chỉ gặp phía dưới đã đánh ra dáng cứ theo đà này rất nhanh liền có thể ở người đến lúc đó phía ngoài thổ nhưỡng xử lý một chút dùng tấm ván gỗ đắp một cái ai sẽ biết lòng đất này mười mấy mét chỗ còn có người không tệ không tệ lưu trưởng lão nhìn liên tục gật đầu chuẩn bị đi trở về sau cũng làm cái giống nhau như đúc mặc dù bốn người kia bị xử lý nhưng là bọn hắn ai có thể cam đoan tiếp xuống không có thế lực khác tiếp quản hát hổ ban không có chút nào khách khí nói chỉ cần bọn hắn ở lại đây một ngày như vậy thì tùy thời có người sẽ tiếp cận hát hổ ban để bọn hắn hỗ trợ tìm đồ tìm đồ vẫn còn là tiếp theo sợ là sợ gặp được một chút càng thêm tên ghê tởm sẽ vơ vét bọn hắn hát hổ ban tài phú cùng nữ nhân cứ như vậy Cuộc sống của bọn hắn khẳng định càng khó Nguyên bản bọn hắn là Nghĩ trực tiếp dắt giúp trời đi Làm sao vài ngày trước Ban chủ bị kia khôi ngô đại hán Đánh thành trọng thương Bây giờ còn chưa dưỡng tốt Căn bản đi không được đường xa Chỉ có thể đợi thêm một chút thời gian Đúng rồi lưu trưởng lão Không biết ngươi tìm thuộc hạ muốn làm gì Dương Phóng đột nhiên hỏi À không có gì Thông tri một đạo tin tức Lưu trưởng lão kịp phản ứng Ngưng tiếng nói tối hôm qua kia bốn cái kẻ ngoại lai like, tất cả đều bị người khô rơi mất nhưng là tiếp xuống tuyệt không thể thư giãn ban chủ để cho ta thông tri một chút đi từ giờ trở đi tất cả sinh ý toàn bộ tạm dừng bất kỳ cái gì thành viên không cho phép xuất đầu lộ diện tranh thủ đem mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất ban chủ hiện tại thật sự là sợ nhưng tâm mình sẽ bị một chút não tàn ban phái thành viên chỗ hố cho nên để hắn cùng tàu trưởng lão thông tri một chút đi giảm bớt ban phái hoạt động nhìn thấy kẻ không quen biết trước tiên rời xa tuyệt không thể chủ động áp sát tới ban chủ nói nếu ai đuôi mù chọc cái gì không nên dây vào đến người như vậy thì không nên trách hắn tự mình thanh lý môn hộ lưu trưởng lão sắc mặt âm hàng trầm thấp nói dương phóng sắc mặt biến hóa liên tục gật đầu tốt tốt thuộc hạ nhất định không ra khỏi cửa bất quá mua sắm vật tư là có thể a à. mua sắm vật chất thời điểm động tĩnh cũng điểm nhỏ tuyệt không thể bị người chú mục, nếu ai bị người để mắc tới, liền tự mình tự sát đi, đừng đem phiền phức đưa đến trong ban phái. Lưu trưởng lão trầm giọng nói. Tốt, tốt. Dương Phóng lần nữa gật đầu. Hiện tại xem ra hắc hổ ban cao tầng sát thực triệt để sợ. Từng cái hận không thể đem mình biến thành người trong suốt. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm nhận thức đến đào hang tầm quan trọng. Đúng, hắn lương thực cũng phải nhiều độn một chút. Lần trước đụng hơn 100 cân gạo khẳng định không đủ, lập tức đến lại đi mua sắm một chút, bao quát một chút thịt chất, rau quả cũng đều phải đi mua. Bởi vì hắn ý thức được tiếp xuống mấy tháng khẳng định là khó khăn nhất chịu mấy tháng. Lưu trưởng lão phân phó xong tất về sau, lúc này dọc theo dây thường lần nữa leo đi lên, vội vàng rời đi nơi đây, thông tri một chút một chỗ cứ điểm đi. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, chờ toàn bộ thông báo xong tất về sau, trước tiên cũng muốn tại nhà mình phòng ngủ đào hang lưu trưởng lão phân phó vừa mới đều nghe được sao từ ngày mai trở đi tất cả nhân công làm toàn ngừng về nhà đào hang bất kỳ người nào không cho phép lộ diện dương phóng lập tức quay đầu nhìn về phía bên người đám người đám người rõ ràng trở nên thần sắc hoảng loạn lên thế nhưng là không đi làm chúng ta ăn cái gì đúng vậy a à, chúng ta tiền công làm một ngày ăn một ngày không cho chúng ta đi làm cái này còn không muốn sống chưởng quỷ xin thương xót để chúng ta đi làm đi đám người đau khổ cầu xin tha thứ dương phóng nhướng mày cũng ý thức được điểm này đi như vậy về nhà đào hang tiền lương y theo mà phát hành một người trước từ cửa hàng bên trong lãnh nửa năm tiền công nửa năm sau trở lại đi làm bất quá cảnh cáo có thể nói ở phía trước nếu ai cầm tiền dám đến chỗ rêu rao để người chú ý cũng đừng trách ta tự tay đập chết hắn. Dù sao hiện tại hắc hổ ban cao tầng cũng sợ, khẳng định sẽ xuất hiện dự chi tiền lương tình huống. Dù sao ban chủ cũng không hy vọng nhìn thấy một đám ban chúng cho hắn gây phiền toái, không phát tiền công, vạn nhất ban chúng nhiều chỗ ồn ào làm sao bây giờ. Cho nên hắn hiện tại sớm phát tiền lương, ban chủ tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Có thể sớm lãnh. Đa tạ trưởng quỷ, chúng ta cam đoan sẽ không tới chỗ rêu rao chưởng quỷ đại nhân đại nghĩa chúng ta làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp chưởng quỷ đúng vậy a à, chưởng quỷ thật sự là quá nhân nghĩa một đám công việc sắc mặt đại hỷ được rồi tất cả nhanh lên một chút làm việc dương phóng phân phó chính hắn thì là đi đổi một bộ quần áo lần nữa hướng về phường thị tiến đến chuẩn bị mua sắm hủ tiếu chất thịt loại hình đồ vật bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 50 Giả đạo đồ chi tranh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 50 Giả đạo đồ chi tranh Mấy ngày không đến phường thị, Dương Phóng lần nữa lúc đi ra, rõ ràng nhìn thấy phường thị tiêu điều rất nhiều. Nguyên bản còn có rất nhiều người ở chỗ này bày hàng vỉa hè, nhưng nhiều ngày như vậy quá khứ, ngay cả hàng vỉa hè cũng thiếu rất nhiều trên đường phố khuôn mặt xa lạ càng nhiều có top năm top ba tập hợp một chỗ trừng mắt mắt lạnh lẽo hướng về đường đi liếc nhìn còn có thì một thân một mình gánh vác binh khí ánh mắt lạnh lùng một bộ tránh xa người ngàn dặm cảm giác dương phóng đại khái nhìn thoáng qua âm thầm nghiêm nghị cúi đầu xuống một đường hướng về vừa gạo tiến đến giá gạo tăng cao như vậy rồi hắn lộ ra kinh ngạc vừa mới hỏi thăm kết quả giá gạo lại tăng, tiếp cận 4 lần. Đúng vậy a, à, hiện tại hành tình so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều nghiêm trọng, dĩ vãng đến mùa đông, nhiều nhất là thương lộ khó đi, nhưng bây giờ nào chỉ là khó đi, thương lộ sớm đã bị thổ phỉ phong, có mấy cái thương hội vận lương đại đội đều bị cướp sạch, tiếp tục như vậy, có tiền đều không nhất định có thể mua được lương thực. Chưởng quỷ giải thích nói, mặc dù có khoa trương vận vị ở nơi đó, nhưng vẫn là để dương phóng ý thức được hiện tại hình thức chi nạn. Hắn một hơi trực tiếp mua 200 cân gạo, bỏ ra gần 8 lượng bạc, để hắn tâm đều đang chảy máu. 8 lượng bạc trước kia mua một bình dưỡng khí đang cũng còn sẽ thừa hai lượng. Bất quá giá gạo đều đã tăng tới như thế không hợp thói thường, dưỡng khí đang giá cả đoán chừng quý hơn. Hắn lôi kéo xe ba gác, trực tiếp hướng về phía trước một chỗ cửa hàng tiến đến. Kết quả cùng hắn tưởng tượng, vừa mới hỏi thăm liền biết được dưỡng khí đang giá cả mười lượng bạc một bình so trước đó tám lượng lại tăng hai lượng luyện chế dưỡng khí đang vật liệu hiện tại căn bản không qua được khu quần cư ngoại có người cố ý phong đường ngay cả vạn phúc thương hội đều rất khó lấy tới vật liệu hiện tại mới mười lượng bạc chờ qua một đoạn thời gian nữa khẳng định sẽ quý hơn tiệm thuốc trưởng quỷ nói dương phóng một trận đau răng hắn trước tiên là hoài nghi có thương nhân tại trữ hàng đầu cơ tích trữ. Thậm chí cũng có khả năng tồn tại cửa hàng ở giữa lẫn nhau liên hợp, lung tung chào giá khả năng. Nhưng trước mắt này loại hình thức, hắn lại có thể nói cái gì? Cho ta đến bốn bình. Dương Phóng trực tiếp lấy ra 40 lượng bạc, đặt ở trên quầy. Chưởng quỹ hợp lý tức lấy ra bốn bình dưỡng khí đang giao cho Dương Phóng. Dương Phóng thu hồi dưỡng khí đang, lúc này lôi kéo xe ba gác hướng về hàng thịt đi đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, thịt giá cả đồng dạng tại trướng. Không có tăng giá trước đó là 70 văn tiền một cân, hiện tại đã sớm tăng tới 500 văn tiền một cân. Dương Phóng trực tiếp hoa vì 10 lượng bạc, mua 20 cân thịt heo. Đến đây, trên người hắn tiền tài lần nữa thấy đấy. Tiếp tục như vậy, hôm nay mùa đông nhất định chết đói rất nhiều người. Dương Phóng thầm nghĩ. Không, khả năng còn không có bắt đầu mùa đông, liền phải chết bên trên không ít người. Dù sao ai biết đám kia kẻ ngoại lai có thể hay không giết người huyết tế. Hiện tại sinh hoạt tại cái này hắc thiết khu quần cư, đơn giản tự như là sinh hoạt tại thùng thuốc nổ bên trên, lúc nào cũng có thể sẽ bị dẫn bạo. Nếu như có thể rời đi, hắn khẳng định chọn rời đi. Nhưng phía ngoài hoàn cảnh nguy hiểm dị thường, khắp nơi đều là mảnh thú cùng tà linh phải đi bên trên mấy ngàn dặm mới có thể gặp được kế tiếp khu quần cư căn bản không phải một người liền có thể thuận lợi thông qua cả ngày cấp tốc vượt qua thẳng đến mặt trời xuống núi một đám công việc mới rốt cục đào ra dương phóng cần có địa động bên trong có một cái cực đại phòng khách chiếm diện tích mười mấy mét ngoài ra còn có ba cái gian phòng một cái phòng chứa đồ một cái đường hầm chạy trốn một cái lỗ thông hơi dương phóng đem gạo chất thịt tất cả đều chuyển vào địa động bên trong. Hắn lại đem một chút tấm ván gỗ ném đi xuống dưới, trải thành giản dị giường gỗ, vào lúc ban đêm liền ở tại trong lòng đất. Lần này hẳn là sẽ không lại gây phiền toái đi. Dương phóng thì thào. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, lần nữa leo ra lòng đất, hướng về một chỗ khác gian phòng đi đến. Từ chỗ này gian phòng dưới sàn, cấp tốc đào ra một sấp thật dày da thú mỗi một trương gia thú bên trên đều khắc lấy một chút kỳ dị ngân sắc văn tự rõ ràng là đêm qua hắn vẽ ra giả đạo đồ dương phóng trong đầu nhanh chóng suy tư cắn răng một cái từ gầm giường lấy ra mặt nạ mang lên mặt nhấc lên trường kiếm lặng lẽ leo tường rời đi thân thể của hắn cực nhanh một đường hướng về đông phường chạy tới nhìn thấy đêm dài không người lập tức móc ra một trương giả đạo đồ ném vào một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ ngõ hẻm này ném xong, lại lập tức chạy đến mặt khác ngõ nhỏ đi ném. Cứ như vậy, tứ đại phường thị đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hắn ném đi một lần. Làm xong đây hết thảy, hắn lập tức hướng về trụ sở trở về, thân thể lật một cái, thành công trở lại vàng xuân trải, gỡ xuống mặt nạ, chui vào trong huyệt động. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp xuống chỉ sợ muốn triệt để loạn. Dương Phóng tự nói nhưng để đám kia kẻ ngoại lai xích mít đối với nhau cũng là chuyện tốt. Như vậy cũng tỉnh một số người đến thuốc sổ trải chú ý, mình bị phát hiện xác suất thì càng thấp, dù sao bọn hắn đều tại tranh đoạt đạo đồ, ai có công phu để ý tới bọn hắn những này thổ dân. Dương Phóng lấy ra một viên dưỡng khí đan, nuốt vào, lúc này trong huyệt động tu luyện. Bất tri bất giác, mấy canh giờ quá khứ. a à, bỗng nhiên từng đợt thê thảm tiếng kêu to từ bên ngoài vang lên, để ở vào dưới mặt đất 10 mét sâu dương phóng đều có thể nghe được rõ ràng. Trong lòng hắn giật mình, định chỉ tu luyện, lúc này đem lỗ tai dựng thẳng lên, hướng về bên ngoài nghe qua. Tại cái kia đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau, rất nhanh lại có cái khác tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ở giữa nương theo lấy từng đợt binh khí va chạm thanh âm, cùng từng đợt mơ hồ tiếng gào. Đạo đồ xuất hiện, nhanh ngăn lại hắn. Lưu lại đạo đồ, tha mạng của ngươi đạo đồ bị khoái đau, Trương Lam cướp đi. Trương Lam, ngươi không được chạy, ngươi cho rằng che mặt, ta cũng không nhận ra ngươi. Tiếng kêu to liên tiếp. Tự hồ cách hắn cửa hàng cũng không xa. Dương Phóng trong lòng thất kinh. Loại kia giả đạo đồ, tứ đại phường thì hắn tất cả đều ném đi. Bắc phường bên này lại nhanh như vậy liền bị phát hiện. Bất quá loại kia tiếng gào rất nhanh bắt đầu dần dần mơ hồ hiển nhiên giao thủ người đang nhanh chóng đi xa dương phóng lần nữa nghiêng tai lắng nghe một trận bảo đảm nghe không được bất kỳ thanh âm gì lúc này mới yên lòng lại bắt đầu tiếp tục tu luyện cứ như vậy một đêm công phu nhanh chóng quá khứ ở tại lòng đất cảm giác cũng không thoải mái dễ chịu có loại khó tả ngột ngạt nhưng dương phóng nghĩ nghĩ vẫn là không có đi ra địa quật đã nói xong muốn trong lòng đất co đầu rút cổ mấy tháng liền nhất định phải kiên trì sao có thể bỏ dở nửa chừng vạn nhất đi ra thời điểm lần nữa bị người để mắt tới nên làm cái gì đúng rồi tiệm thuốc đại môn ta tối hôm qua đã khóa sao dương phóng chợt nhớ tới một chuyện trong lòng giật mình hắn cắn răng một cái lần nữa nhanh chóng leo ra địa quật hướng về tiền đường tiến đến quả nhiên tiền đường đại môn không có khóa lại nhưng cũng may tiệm thuốc không có mất trộm hắn lúc này liền muốn cho trên cửa chính khóa bỗng nhiên trong lòng khẽ động đem cửa phòng mở ra hướng về bên ngoài lặng yên nhìn lại chỉ thấy ngoài cửa trên đường phố thình lình xuất hiện ba bốn bộ thi thể trên mặt đất máu me đầm đìa tràn ngập tanh hôi trên thi thể quần áo sớm đã bị lột trên người tài vật hết thảy biến mất trống không tối hôm qua nơi này quả nhiên phát sinh chiến đấu trong lòng hắn tự nói khóa lại tiệm thuốc lần nữa vội vàng trở về địa quật sau đó liên tục 5 ngày quá khứ. 5 ngày thời gian, Dương Phóng ngoại trừ đi nhà xí, một bước cũng không đi đi ra, thực lực bản thân đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Toàn bộ khu quần cư lại trực tiếp loạn thành một bầy. Các thế lực lớn người vừa đi vừa về chém giết, xác chết khắp nơi, mỗi ngày đều có người chết. Trên thực tế, ngày thứ nhất thời điểm, liền có người phát hiện những này đạo đồ là giả. Nhưng càng như vậy thì càng để cho người ta điên cuồng bởi vì giả xuất hiện, đã nói lên thật nhất định liền tại phụ cận. Loại này giả rõ ràng là bị người ném ra cố ý lẫn lộn tầm mắt, cho nên các thế lực lớn tranh đấu không chỉ có không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, không chỉ có ban ngày tại tương hổ sống mái với nhau, ban đêm càng là liên tiếp phát sinh án mạng. Thời khắc thế này, bọn hắn xem ai cũng hoài nghi trên người đối phương tồn tại thật đạo đồ. Ngay cả kiếm tháp, bạch nguyệt lâu, hắc sơn tự, tam đại võ đạo môn phái đệ tử đều không thể may mắn thoát khỏi, bị người âm thầm xử lý mấy cái. Nhất là kiếm tháp nữ đệ tử, chết vô cùng thê thảm, toàn thân trần trụi, thi thể bị dán tại trên cột cờ, dẫn phát vô số oanh động. Kiếm tháp người càng là khí sắc mặt xanh xám, hận không thể đem hung thủ kia tháo thành tám khối. Đúng lúc này, lại là một tin tức truyền vào vạn phúc thương hội. Xảy ra chuyện, đông phường bên kia có người tại giao thủ, chân chính đạo đồ xuất hiện một vị vạn phúc thương hội võ sư kinh hoảng kêu to hô một vị thân thể khôi ngô gánh vác trọng kiếm kiếm tháp nam đệ tử thân thể lóe lên một phát bắt được vị võ sư kia cái cổ trực tiếp đem hắn thân thể nguyên địa cầm lên gắt gao nắm vuốt cổ của hắn băng hàng nói ngươi thế nào biết là thật tha tha mạng bọn hắn bọn hắn đều nói là thật ta cũng không xác định vì võ sư kia hoảng sợ cầu xin tha thứ bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video